Sau khi uống thuốc bổ do thái giám mang đến, ngay lập tức, hoàng hậu bắt đầu đau bụng dữ dội. Bà biết có người đang muốn hại đứa con trong bụng mình, có người muốn hại bản cung. Cung nữ hoàng sợ đến mức không biết phải làm gì. Hoàng hậu tát cô ta một cái để cô ta bình tĩnh lại, chịu đựng cơn đau quằn quại trong bụng và sai người hầu đi tìm hoàng đế cầu cứu. Tuy nhiên, sau một thời gian dài chờ đợi, người hầu không quay trở lại. May mắn thay, muội muội của hoàng hậu đến cung điện tìm bà, vội vàng chạy đến để kiểm tra. Đúng lúc này, tay hoàng hậu phát ra một ánh sáng lạ, bao phủ cả hai tỷ muội. Sau đó, một viên ngọc màu xanh xuất hiện từ không trung. Muội muội tò mò chạm vào nó và cả hai tỷ muội đều ngất đi. Khi hoàng hậu tỉnh dậy, cô phát hiện mình và muội muội đã hoán đổi linh hồn. Mạc Uyển, tại sao ta lại trở thành Mạc Uyển? Để tìm hiểu sự thật về vụ sảy thai, hoàng hậu lập tức bình tĩnh rời khỏi cung điện với thân phận của muội muội. Trong khi đó, muội muội bị giữ lại trong cung điện với tư cách là hoàng hậu và rơi vào tình trạng hôn mê lâu dài. Không ngờ, trên đường đi, cô bị một nhóm người đeo mặt nạ bắt cóc, đưa đến một nơi hoang dã để chuẩn bị giết chết. Mạc Uyển tuyệt vọng chạy trốn nhưng bị đuổi đến mép vực. Đừng lại gần ta. Người này chính là vị chiến thần Đại Sở, Dạ Quân Thanh, bị tiếng cầu cứu của Mạc Uyển thu hút. Sát thủ nghĩ rằng hai người là đồng minh và lập tức cuộn tròn vào một trận chiến. Thủ lĩnh của sát thủ nhận ra mình không phải là đối thủ, liền đẩy Mạc Uyển xuống vực. Dạ Quân Thanh để cứu Mạc Uyển cũng nhảy theo. Ở dưới vực, Mạc Uyển bị chấn thương nặng ở đầu và quên hết mọi thứ, nghĩ rằng Dạ Quân Thanh đã lợi dụng cô. Sau khi bị Dạ Quân Thanh tra hỏi, Mạc Uyển nhận ra rằng mình hiện tại hoàn toàn không có ai để dựa vào và quyết định ôm chặt lấy Dạ Quân Thanh, quyết tâm từ nay theo anh đi đến đâu. Ngay lúc đó, sát thủ lại đến. Dạ Quân Thanh đối mặt với nhiều kẻ thù, tiêu diệt tất cả các sát thủ, nhưng bản thân anh ta vì vết thương quá nặng mà ngất xỉu. Mạc Uyển mang Dạ Quân Thanh trên lưng và tiếp tục bỏ chạy. May mắn thay, giữa đường họ gặp một ông lão tốt bụng. Ông lão đã giấu họ trong xe của mình và dẫn sát thủ đi nơi khác, giúp họ thoát khỏi nguy hiểm. Cả hai cũng theo ông lão về nhà để chữa trị vết thương. Khi không có tiền, Mạc Uyển dùng ngọc bội ở eo Dạ Quân Thanh để trả công cho đại phu. Khi Dạ Quân Thanh tỉnh dậy, anh ta tức giận vì ngọc bội quan trọng đó phải được lấy lại. Mạc Uyển đành phải đi tìm đại phu vào ban đêm, nhưng không tìm thấy và trở về lấm lem bùn đất. Dạ Quân Thanh không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận tình hình. Tuy nhiên, chính vì ngọc bội đó, sát thủ đã phát hiện ra vị trí của họ. Họ tìm đến nơi ẩn náu và giết chết hai người già, sau đó lại bao vây hai người. Trong cuộc giao tranh, bảo vệ số 1 thuộc hạ Dạ Quân Thanh, Bồn Lôi, xuất hiện. Từ đó, Dạ Quân Thanh kết thúc cuộc sống lưu vong và an toàn trở về Vương Phủ. Mạc Uyển cũng theo Dạ Quân Thanh về Phủ. Dạ Quân tại Diêu Phủ, vợ của Diêu Thừa Tướng đang khóc lóc kể lể với chồng, con gái lớn của họ đang ở trong cung và đã trở thành người thực vật, còn con gái thứ hai thì mất tích. Có vẻ như tất cả những điều xui xẻo đều đổ xuống đầu bà. Bà yêu cầu chồng cử người đi tìm Mạc Uyển, không hề biết rằng Mạc Uyển đang sống rất thoải mái trong Vương Phủ. Một ngày nọ, cô tình cờ vào phòng sách của Dạ Quân Thanh và nhìn thấy bức tranh của một người phụ nữ trên tường. Người trong bức họa chính là hoàng hậu hiện tại, Diêu Mạc Tâm. Cô đau đầu dữ dội, những ký ức trong đầu cô bắt đầu trở lại. Trong phủ thừa tướng, hai người con gái đã vào cung làm phi, một người là hoàng hậu hiện tại, người kia là một trong tứ phi, Lệ Phi. Tuy nhiên, hoàng hậu là con của nhị phu nhân. Ác độc đại phu nhân không cam lòng thua kém nhị phu nhân trong chuyện này, liền nghĩ mọi cách khiến hoàng hậu sảy thai và chảy máu nghiêm trọng, đến nay vẫn hôn mê không tỉnh, trở thành người thực vật. Bà ta còn mưu sát và bắt cóc muội muội song sinh của hoàng hậu, khiến cô ta ngã xuống vách núi và mất tích. Do đó, nhị phu nhân hàng ngày khóc lóc cầu xin Diêu thừa tướng, hy vọng ông sẽ tăng cường người đi tìm con gái. Tuy nhiên, sau khi khó khăn lắm loại bỏ được đối thủ của con gái mình, đại phu nhân tự nhiên không muốn tìm lại Mạc Uyển. Vì thế, bà ta cố tình gây hiểu lầm cho lão gia rằng Mạc Uyển đã bỏ trốn với người khác. Nghe thấy điều này, nhị phu nhân lập tức quỳ xuống biện hộ, đại phu nhân, Uyển Nhi ngày thường rất ít tiếp xúc với mọi người trong phủ, chuyện bỏ trốn như vậy là hoàn toàn không thể xảy ra. Đại phu nhân vừa vịt giúp nhị phu nhân đứng dậy, nhưng để ngăn lão gia gửi người đi tìm Mạc Uyển. Bà ta lại dùng lý do Lệ Phi muốn về nhà thăm người thân và thiếu người hầu làm cớ từ chối phân phối nhân lực lúc này. Nói xong điều này khiến nhị phu nhân trở nên không biết điều. Đến cả thừa tướng sợ vợ cũng giúp đỡ khuyên ngăn. Tuy nhiên, ngay cả những người hầu trong phủ cũng nhận ra đây chỉ là cớ của đại phu nhân mà thôi. Dù họ thấy nhị phu nhân bị bắt nạt như vậy cũng thực sự là bất lực. Ngay lúc này, Dạ Quân Thanh dẫn Mạc Uyển đến phủ thừa tướng và được một nha hoàn nhận ra ngay. Hóa ra cô ấy chính là Tam tiểu thư đã mất tích của phủ thượng thư. Nhưng vì Mạc Uyển đã mất trí nhớ, cô ta không nhận ra nha hoàn trước mắt, thậm chí không nhận ra cả cha mẹ mình. Mạc Uyển, chuyện gì đã xảy ra với con vậy? Trong thời gian này con đã đi đâu? Ta cũng không biết, không nhớ gì cả. Lúc này, đại phu nhân lo sợ Mạc Uyển chỉ giả vờ mất trí nhớ. Bà ta vờ vẻ như một bà mẹ hiền từ tiến lên thăm dò, con trở về bình an là tốt rồi. Con không biết chuyện con mất tích đã làm mẹ và lão gia lo lắng đến mức nào.
trời quả có mắt đã đưa con trở về. Sau khi xác định Mạc Uyển thực sự đã mất trí nhớ, đại phu nhân mới yên tâm hơn. Tuy nhiên, sau khi Mạc Uyển và nhị phu nhân đi, Dạ Quân Thanh đề nghị nói chuyện riêng với thừa tướng, khiến đại phu nhân cảm thấy lo lắng, sợ những việc mình làm sẽ bị phát hiện. Mặc dù Mạc Uyển đã mất trí nhớ, nhưng cô ta vẫn cảm thấy có điều gì đó lạ lùng khi nhìn thấy đại phu nhân, nên đã hỏi nhị phu nhân xem có bị ức hiếp hay không. Dù nhị phu nhân miệng nói không sao, nhưng tay cô ta vô thức tránh né, khiến Mạc Uyển cảm thấy không ổn. Mở quần áo nhị phu nhân ra, cô ta phát hiện nhiều vết sẹo rõ ràng là hậu quả của hình phạt kim châm. Đó có phải là việc của đại phu nhân không? Đừng suy đoán lung tung, ta sẽ giúp người tìm lại công bằng. Nhị phu nhân biết rõ thủ đoạn của đại phu nhân và cố gắng ngăn cản Mạc Uyển để tránh nguy hiểm cho cô, nhưng không ngờ thái độ kiên quyết của Mạc Uyển lại vô tình gây ra cái chết cho nhị phu nhân. Mọi người mang đến những món quà giá trị, chỉ có Thục Phi gửi đến một con chim. Bản cung muốn nhắc nhở Lệ Phi, chim thường chỉ là chim thường, dù có bay lên cành cây cũng không thể trở thành phượng hoàng. Hóa ra tỷ tỷ của Lệ Phi chính là hoàng hậu hiện tại, nhưng cô ấy đã bệnh nặng không dậy nổi vài ngày trước. Vì thế, Lệ Phi cho rằng mình sẽ là hoàng hậu tiếp theo, vội vàng sử dụng lễ tân hoàng hậu khi về thăm nhà, không ngờ lại bị Thục Phi chỉ trích công khai. Lệ Phi sử dụng lễ nghi của hoàng hậu khi về thăm nhà, hành động quá mức và có lẽ đã sớm muốn thay thế. Nghe xong, Lệ Phi cũng không còn giả vờ làm con thỏ nữa. Biết rõ ràng hoàng hậu không thể tỉnh lại, Lệ Phi cố ý sử dụng mối quan hệ hoàng hậu là tỷ tỷ mình để áp đảo Thục Phi. Hai người vì tranh giành vị trí hoàng hậu mà không thể hòa hợp. Tuy nhiên, Lệ Phi không ngờ rằng hoàng thượng đặc biệt đồng hành cùng cô về nhà thăm hỏi chỉ vì muốn thăm cha mẹ của hoàng hậu và không hề quan tâm nhiều đến cô. Ngược lại, ông lại chú ý đến Mạc Uyển, người mới trở về nhà không lâu. Lúc này, Mạc Uyển vì mất trí nhớ nên không biết hoàng thượng chính là chồng mình. Tuy nhiên, cách nói chuyện và thái độ của cô khiến hoàng thượng liên tưởng đến hình ảnh của hoàng hậu. Buổi tối, ông càng có cuộc trò chuyện sâu sắc với Mạc Uyển. Tuy nhiên, cảnh tượng này khiến Lệ Phi không thể giữ được bình tĩnh, ngài ấy chưa bao giờ nhìn ta như vậy. Trước đây là Diêu Mạc Tâm, bây giờ lại là Diêu Mạc Uyển. Nhìn thấy con gái mình đau lòng như vậy, đại phu nhân khẳng định sẽ loại bỏ đối thủ cho con gái. Không lâu sau, bà ta nghĩ ra một cách độc ác, sắp xếp hôn sự cho Mạc Uyển, ta sẽ để cô ấy cưới một gã ngốc nổi tiếng trong thành. Nhưng Mạc Uyển lúc này không dễ bắt nạt, cô từ chối ngay tại chỗ và còn đáp trả lại. Đại phu nhân, bà biết rõ tình trạng của ta mà vẫn muốn ta lấy chồng, bà đang nghĩ gì vậy? Đại phu nhân đã dự đoán Mạc Uyển sẽ từ chối và đã chuẩn bị kế hoạch đối phó. Bà ta dọa Mạc Uyển rằng tối nay phía Nam sẽ đến nhà ăn cơm, hoàng thượng cũng sẽ có mặt và sẽ xin hoàng thượng ban hôn. Mạc Uyển tức giận bỏ đi. Đại phu nhân không thể làm gì Mạc Uyển, liền quay sang làm khó dễ nhị phu nhân. Tuy nhiên, đây là sự thật. Dù Mạc Uyển có tức giận đến mấy, đại phu nhân vẫn không hề e sợ. Cô tiếp tục bày tỏ sự phẫn nộ và không chịu khuất phục trước âm mưu và sự độc ác của đại phu nhân. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, Mạc Uyển vẫn kiên cường và quyết tâm bảo vệ mình và những người thân yêu của mình khỏi sự tàn ác của đại phu nhân. Cuộc đối đầu giữa Mạc Uyển và đại phu nhân tiếp tục diễn ra, tạo nên những tình tiết gay cấn và hấp dẫn trong câu chuyện. Mẹ cả là mẹ cả, có quyền giáo dục mọi người trong phủ. Vì thế, vào buổi tối hôm đó, gia đình nhà trai đến dự tiệc theo đúng hẹn. Sau khi chào hỏi mọi người, con trai họ, chính là hôn phu của Mạc Uyển, đã xuất hiện một cách trang trọng. Mọi người có mặt đều ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ta. Cha mẹ anh ta thấy con quá xấu hổ nên chỉ có thể tát anh ta ngã xuống đất, coi như một lễ vật dành cho hoàng thượng. Ngay cả mẹ cả cũng phải cố gắng không cười phá lên. Hoàng thượng cảm thấy bối rối và xác nhận điều này đến 99 lần, mới biết rằng không có sự nhầm lẫn nào. Dạ Quân Thanh cảm thấy xấu hổ và không ngừng uống nước. Ngay sau đó, Mạc Uyển đã xuất hiện một cách lộng lẫy. Mọi người đều kinh ngạc khi nhìn thấy cô, khuôn mặt đầy tàn nhang và hàm răng hô. Ngay cả đối tượng hẹn hò của cô cũng không nhịn được cười nhạo. Mạc Uyển nghĩ rằng mình có thể làm hỏng hôn sự này, nhưng không ngờ đại phu nhân lại lên tiếng trách cứ cô gái vì thiếu lễ phép. Hóa ra, chính đại phu nhân là người thúc đẩy cuộc hôn nhân này, chỉ vì thấy cô gái nói chuyện vui vẻ với hoàng thượng, lo lắng cô sẽ vào cung làm phi và cản trở con gái mình trở thành hoàng hậu. Chính vì thế, bà ta mới nghĩ cách tìm người kết hôn với Mạc Uyển. Thấy nhà trai không hề nói đến chuyện hủy hôn, Mạc Uyển cố tình nhấc lên chiếc bánh mà nhà trai mang đến, giả vờ bị ngộ độc và ngất xỉu. Mọi người liền xúm lại kiểm tra. Tuy nhiên, trò chơi nhỏ này, mẹ cả xảo quyệt như thế, làm sao có thể bị lừa bởi trò chơi nhỏ này? Cô ta lập tức tuyên bố mình có cách, sau đó tiến lên và véo mạnh đùi của Mạc Uyển. Nhìn kỹ đi, Mạc Uyển, có lẽ từ nay trở đi, cô sẽ không bao giờ ngất xỉu một cách tùy tiện nữa nhỉ? Thấy con gái mình bị đe dọa như vậy, người cha sợ vợ cuối cùng cũng quyết định đứng ra bảo vệ con gái, chủ động lên tiếng từ chối hôn sự. Nhưng do ông ta ở nhà thường không có tiếng nói, đại phu nhân hoàn toàn không quan tâm. Chứng kiến cảnh tượng này, Tiêu Thân Vương Dạ Quân Thanh không thể nhìn thêm nữa, anh ta lên tiếng với hoàng thượng, chỉ rõ Mạc Uyển làm như vậy chỉ vì không muốn lấy chồng, tại sao không để cô tự do chọn lựa.
Hoàng thượng thực sự đã có ý định này từ lâu, ngay lập tức quyết định giúp Mạc Uyển hủy hôn và còn ban cho cô một đặc quyền. Từ nay trở đi, cô có quyền tự quyết định chuyện hôn nhân của mình, không cần phải nghe theo sắp xếp của mẹ cả. Đúng lúc này, tổng quản thái giám đến báo cáo có sát thủ xâm nhập cung của hoàng hậu và hoàng hậu hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Khi hoàng thượng vội vã quay lại, hoàng hậu đã phun máu và bất tỉnh. Thái y chẩn đoán rằng hoàng hậu có thể không qua khỏi đêm nay. Hoàng thượng đuổi mọi người ra, một mình ở bên hoàng hậu. Dạ Quân Thanh nghe tin hoàng hậu không thể qua khỏi, đau khổ tột cùng và quyết định xông vào cung chỉ để nhìn hoàng hậu một lần. Mạc Uyển mới biết rằng Dạ Quân Thanh thực sự yêu mến chính tỷ tỷ mình, không phải cô. Không trách vì sao dù cô có cố gắng thế nào, anh ta vẫn thờ ơ với mình. Lo lắng Dạ Quân Thanh có thể bị hoàng thượng giết chết khi xông vào cung, cô đã tát mạnh vào mặt anh ta. Phải chăng anh muốn tỷ tỷ phải chịu đựng sau khi chết, vẫn phải gánh chịu danh tiếng không trong sạch với Tiêu Thân Vương điện hạ? Dạ Quân Thanh, ta xin anh hãy suy nghĩ thật kỹ, dù anh không nghĩ cho bản thân mình, cũng hãy nghĩ cho tỷ tỷ. Dạ Quân Thanh bất lực quỳ xuống đất, khóc lóc thảm thiết, anh ta thậm chí không thể gặp mặt hoàng hậu lần cuối. Trong ngục, hoàng đế ra lệnh người ta đánh đập kẻ ám sát dã man, cuối cùng biết được người đầu độc hoàng hậu là Lý Quý Nhân. Lý Quý Nhân, vì hoàng hậu quản lý hậu cung nghiêm ngặt, bị phạt nhiều lần, dần mất sủng, đầy hận thù, chỉ đạo nô tỳ đầu độc hoàng hậu. Kẻ ám sát này là người hầu của Lý Quý Nhân, theo cô ta 3 năm, đã trở thành người tâm phúc, vì thế hoàng đế không nghi ngờ, lập tức ra lệnh bắt Lý Quý Nhân. Tuy nhiên, Lý Quý Nhân chỉ thừa nhận lần này đầu độc hoàng hậu, không thừa nhận trước đó làm hoàng hậu sảy thai. Lúc này, cô ta không thể biện minh, nhưng hoàng đế vẫn tức giận, ra lệnh tịch thu tài sản và diệt tộc Lý Quý Nhân. Đến đây, vụ án hoàng hậu bị hại như đã kết thúc, nhưng thực tế đây mới chỉ là bắt đầu của mọi âm mưu. Trên đời này, không gì đau khổ hơn việc người lớn tuổi phải tiễn đưa người trẻ. Nhị phu nhân biết tin con gái qua đời, đau khổ vô cùng, đến lăng mộ muốn gặp mặt con gái lần cuối, nhưng lại bị hoàng đế tàn nhẫn từ chối. Tuy nhiên, làm mẹ, làm sao sợ gặp con gái? Tất cả chỉ là lý do của hoàng đế mà thôi. Xem xét thái độ của hoàng đế, Mạc Uyển đặt ra hàng loạt nghi vấn về cái chết của tỷ tỷ. Dám hỏi hoàng đế, Lý Quý Nhân đã đầu độc tỷ tỷ như thế nào và liệu cô ta có đồng phạm không? Đối mặt với những câu hỏi này, hoàng đế không muốn trả lời, chỉ hứa hẹn một tang lễ trọng thể cho hoàng hậu mà thôi. Và để Tiêu Thân Vương điện hạ và Mạc Uyển cùng nhau tổ chức tang lễ, trên lễ tang, sứ giả của các quốc gia đã đến dự và cúng bái, trong đó có công chúa Hàm Nguyệt của Nam Dụ và công chúa Trường Phong. Khi công chúa Hàm Nguyệt nhìn thấy Mạc Uyển, cô đã bản năng kêu tên Mạc Tâm. Hóa ra Mạc Tâm và Hàm Nguyệt rất thân thiết với nhau. Khi biết Mạc Tâm sẽ vào cung làm hậu, Hàm Nguyệt đã tặng Mạc Tâm bảo vật bí mật của Nam Dụ để cô uống. Như vậy Hàm Nguyệt có thể cảm nhận được hơi thở của Mạc Tâm và có thể bảo vệ mạng sống của Mạc Tâm vào những thời điểm quan trọng. Cảm nhận của Hàm Nguyệt không sai, linh hồn Mạc Tâm trong cơ thể Mạc Uyển, cô ấy ngay lập tức cảm nhận được đây chính là Mạc Tâm thực sự. Chỉ là lúc này Mạc Tâm mất trí nhớ nên cũng chỉ xem như lần đầu gặp Hàm Nguyệt. Vì vậy, từ giây phút này Hàm Nguyệt đã âm thầm bảo vệ Mạc Tâm cho đến khi cô ấy phục hồi trí nhớ. Do tang lễ hoàng hậu thu hút nhiều sứ giả, trong số đó không thiếu những người sợ hãi Tiêu Thân Vương điện hạ Dạ Quân Thanh, lo sợ một ngày nào đó ông ta sẽ tấn công quê hương họ, nên họ đã cùng nhau hợp sức hãm hại Dạ Quân Thanh tội phản loạn trên triều đình. Hành động này đúng như ý hoàng đế, ông ta vốn đã ghen tị với Dạ Quân Thanh vì công lao lớn hơn người, nên không chần chừ giam giữ Dạ Quân Thanh vào ngục lớn và để ép ông ta nhận tội, cố ý ra lệnh hành hình Dạ Quân Thanh. Sau khi trải qua những đau đớn không phải người, Dạ Quân Thanh vẫn không chịu nhận tội. Hoàng đế đến Thiên Lao, nhìn thấy người đệ đệ của mình, mặc dù có chút tình anh em nhưng không nhiều, vì lợi ích của quốc gia và xã hội, cuối cùng ra lệnh giết chết Dạ Quân Thanh. Biết mình không còn nhiều ngày, Dạ Quân Thanh đã giao phó duy nhất vật kỷ niệm mà Mạc Tâm tặng anh cho Mạc Uyển. Vật kỷ niệm này cũng đại diện cho thân phận của Dạ Quân Thanh. Mạc Uyển cầm lấy ngọc bội chạy vội đến lấy giấy thông hành của Dạ Quân Thanh. Đến ngày thi hành án, Dạ Quân Thanh nhìn lên bầu trời, nghĩ rằng nếu chết có lẽ sẽ gặp được Mạc Tâm. Vào phút cuối cùng, không ngờ Mạc Uyển đã xuất hiện, mang theo giấy thông hành của Dạ Quân Thanh, so sánh kỹ lưỡng với lá thư âm mưu giả mạo, thậm chí còn khôn ngoan đào một cái hố cho sứ giả đại thục. Khi sứ giả nhảy vào cái hố mà không hay biết, mới sững sờ nhận ra mình đã bị Mạc Uyển lừa và còn tiết lộ chuyện bịa đặt về Dạ Quân Thanh. Như vậy, sứ giả đại thục nhanh chóng bị bắt giữ, Dạ Quân Thanh được trả tự do không tội. Mạc Uyển vì liên tục lo lắng cho Dạ Quân Thanh mà ngất xỉu, lúc này Dạ Quân Thanh mới biết tình cảm Mạc Uyển dành cho mình đã sâu đậm. Khi Mạc Uyển tỉnh dậy, anh lập tức nói với cô rằng mình không coi cô như bóng của hoàng hậu, mà tất cả đều là tình cảm chân thành. Đây là lần đầu tiên hai người trao đổi tình cảm. Ban đầu họ có thể sống hạnh phúc bên nhau, nhưng không ngờ một sự kiện đã phá vỡ điều đó. Một ngày, Mạc Uyển tình cờ nghe thấy người hầu nói về hoàn cảnh chết của hoàng hậu. Mạc Uyển am hiểu y học ngay lập tức kết luận, hoàng hậu chết do bị nhiều loại độc dược cùng một lúc, điều này có nghĩa là có thể không chỉ một người hạ độc hoàng hậu. Cô liền báo cho hoàng đế, hy vọng ông cho phép cô điều tra vụ này.
Không ngờ hoàng đế bảo cô đừng quá ám ảnh với việc này, tuy nhiên Mạc Uyển không có ý định từ bỏ, mà lợi dụng bóng tối đêm đến lén vào cung hoàng hậu, chuẩn bị tìm kiếm một số manh mối, không ngờ bị người từ phía sau đánh gục. Tuy nhiên, may mắn thay, cô gái này là người thân của hoàng đế quyền lực. Hóa ra cô gái này để điều tra cái chết của tỷ tỷ mình, đã lẻn vào cung quan thư vào nửa đêm để tìm kiếm manh mối. Tỷ tỷ của cô chính là hoàng hậu đương triều, vì thế ngay lập tức bị hoàng đế phát hiện, đánh gục và mang cô đi. Hoàng đế xem xét mối quan hệ họ hàng này, không trừng phạt cô, nhưng chỉ cho cô 7 ngày để điều tra vụ này. Nếu sau 7 ngày không có kết quả gì thì phải dừng cuộc điều tra. Cô bé quyết định sẽ giải thích rõ ràng với hoàng đế. Tuy nhiên, khi Mạc Uyển rời khỏi thư phòng của hoàng đế, cô đã gặp phải Lệ Phi, nhị tỷ của mình, người cảm thấy ghen tị vì Mạc Uyển được hoàng đế yêu thích. Nhưng bây giờ cô ta đang hy vọng sẽ trở thành hoàng hậu, không muốn hành động chống lại Mạc Uyển. Vì vậy đã viết thư cho mẹ mình, nói rằng Mạc Uyển ngày càng mạnh mẽ, thậm chí còn đến hoàng cung để quyến rũ hoàng đế. Hiện tại là thời điểm quan trọng để quyết định ai sẽ là hoàng hậu, cô ta quyết không để Mạc Uyển phá hỏng cơ hội của Tố Loan. Hai huynh muội xảo quyệt này quyết định sử dụng mối quan hệ giữa Mạc Uyển và Quân Thanh để loại bỏ cả hai người họ. Điều họ không biết là cuộc trò chuyện của họ đã bị người của Dạ Quân Thanh nghe được. Dạ Quân Thanh đầu tiên lo lắng cho sự an toàn của Mạc Uyển, trong khi Mạc Uyển không hề biết gì đã làm một chiếc túi thơm tặng cho Quân Thanh. Khi Quân Thanh định nhận nó, anh ta nhìn thấy một người mặc đen đang ẩn nấp, buộc phải cố tình thể hiện mối quan hệ không tốt với Mạc Uyển. Dạ Quân Thanh tỏ ra giận dữ mà không rõ nguyên nhân, Mạc Uyển chỉ có thể đứng đó ngơ ngác không biết làm gì, không biết rằng đây là sự bảo vệ âm thầm của Dạ Quân Thanh dành cho cô. Trên đường về nhà, người mặc đen theo sát Mạc Uyển. Người của Dạ Quân Thanh một lần nữa bảo vệ Mạc Uyển từ bóng tối, giúp cô giải quyết nguy hiểm phía sau. Dạ Quân Thanh trở lại, tìm thấy chiếc túi thơm mà anh đã vứt xuống đất trong bụi cỏ, nhặt lên coi như bảo bối. Mặc dù sự bảo vệ của Dạ Quân Thanh tốt, nhưng vẫn có người tìm được kẽ hở. Khi Mạc Uyển đang xem xét tài liệu, bất ngờ có người thả khói mê, một lúc sau Mạc Uyển ngất xỉu, sau đó một đám lửa lớn chuẩn bị thiêu chết Mạc Uyển. Các thái giám vội vàng đến dập lửa và Dạ Quân Thanh tình cờ chứng kiến cảnh này, không quan tâm đến bất cứ điều gì, lao vào hiện trường hỏa hoạn và thấy Mạc Uyển bị mắc kẹt. Anh chịu đựng cơn đau do tấm ván gỗ rơi trúng người, đỡ Mạc Uyển chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên, lúc này Mạc Uyển không quan tâm đến mạng sống của mình, chỉ muốn một câu trả lời, đến bây giờ ta chỉ muốn hỏi huynh, huynh thực sự nghĩ gì? Sau bao sóng gió, nếu chúng ta có thể sống sót ra khỏi đây, chúng ta sẽ nắm tay nhau cả đời, già đi cùng nhau. Sau khi nhận được câu trả lời này, Mạc Uyển vô cùng vui mừng, vật lộn cùng Dạ Quân Thanh ra khỏi đám cháy. Qua cơn nguy hiểm này, họ không còn kìm nén tình cảm của mình, quyết định dũng cảm ở bên nhau. Nhưng Mạc Uyển luôn có một thắc mắc trong lòng, rõ ràng Dạ Quân Thanh tốt hơn hoàng đế ở mọi phương diện, tại sao cô lại chọn hoàng đế? Hóa ra, trong một lễ hội đèn lồng, Mạc Tâm vô tình bị rơi xuống nước, được Dạ Quân Thanh đi ngang qua cứu lên. Nhưng trước khi Mạc Tâm kịp nhìn thấy Dạ Quân Thanh, anh đã vội vàng đi đuổi theo một vài kẻ ám sát, còn Mạc Tâm thì thấy hoàng đế mặc trang phục giống hệt trong đám đông. Từ đó, trái tim của Mạc Tâm đã thầm trao cho hoàng đế. Dạ Quân Thanh trở thành người thứ ba, và khi Dạ Quân Thanh biết được nguyên nhân này, mọi thứ đã không thể cứu vãn. Anh ta nói, ta vì cô ấy yêu huynh nên mới nhường cô ấy cho huynh. Nếu sau này huynh phụ bạc cô ấy, làm tổn thương cô ấy, ta Dạ Quân Thanh dù phải liều mạng cũng sẽ lấy lại cô ấy. Nhưng Dạ Quân Thanh không thể ngờ được rằng chính vì sự nhượng bộ của mình mà sau này Mạc Tâm bị hãm hại, sảy thai và mất trí nhớ. Khi biết được tất cả những điều này, Mạc Uyển không hiểu sao cảm thấy đồng cảm, không biết rằng chính mình là Mạc Tâm, chỉ là đã mất trí nhớ mà thôi. Cô gái này, giữa ban ngày, quyết định cướp ngục. Lời quát cút đi của vệ sĩ khiến cô gái nhận ra một vấn đề, đó là họ hoàn toàn không coi trọng cô. Cô gái không cam lòng, dùng hết sức lực đấm một cú vào vệ sĩ. Thế nhưng, chuyện xấu là cô không cướp ngục được mà còn bị giam giữ. Tuy nhiên, đây mới chính là mục đích thực sự của Mạc Uyển. Sau khi biết rằng những người từng phục vụ tỷ tỷ mình bị giam giữ trong ngục, Mạc Uyển quyết định vào tìm kiếm manh mối. Dù cô hỏi thế nào, người kế bên cũng không muốn nói chuyện, người đó đói đến mức không muốn nói. Mạc Uyển tốt bụng đưa bữa tối của mình cho người đó, không ngờ người này ăn vài miếng thì bị ngộ độc chết ngay lập tức, rõ ràng là có người muốn hại Mạc Uyển, chỉ là người nghèo này bị hại. Tuy nhiên, may mắn thay, Mạc Uyển trong ngục đã gặp người hầu cũ của tỷ tỷ mình, Bán Hạ. Từ miệng Bán Hạ, Mạc Uyển biết được sự thật về việc tỷ tỷ mình bị hãm hại. Hóa ra vào ngày đó, khi hoàng hậu bị hãm hại và sảy thai, vào thời điểm quan trọng, hoàng hậu đã yêu cầu cô ta giấu dấu vết của thuốc trong chén thuốc an thai kia có vấn đề. Hôm nay, ba vị phi tần đến cung đều có khả năng là người hãm hại ta. Kể từ khi hoàng hậu qua đời, Bán Hạ cũng không rõ vì sao lại bị giam trong ngục và bây giờ người có quyền lực đóng cửa nàng chỉ có hoàng đế. Vì vậy, Bán Hạ đã tiết lộ cho Mạc Uyển nơi cất giấu dấu vết của thuốc và dặn dò cô phải tránh xa hoàng đế và âm thầm điều tra. Sau đó, Dạ Quân Thanh đã cầu xin hoàng đế giúp Mạc Uyển được ra khỏi ngục và cái giá phải trả là anh ta phải quỳ trước cổng cung suốt 2 giờ.
Tiếp theo đó, Mạc Uyển theo lời Bán Hạ đã tìm thấy dấu vết thuốc sau hòn non bộ. Qua nghiên cứu dấu vết thuốc, Mạc Uyển phát hiện bên trong có 3 loại độc, trong đó có một loại có thể gây sảy thai. Công chúa Hàm Nguyệt mạnh dạn đoán rằng chính hoàng đế là người đã đưa ra loại thuốc gây sảy thai, vì thế ông ta mới ra sức ngăn cản Mạc Uyển điều tra cái chết của hoàng hậu. Tại sao? Mạc Tâm từng kể cho ta nghe về đêm cô ấy và Dạ Quân Thanh đã trải qua, hóa ra đêm đó hoàng đế chỉ là một hoàng tử, lúc đó ông ta bị mấy hoàng tử khác bao vây. Để giải cứu tình thế, Mạc Tâm đã đi tìm Dạ Quân Thanh xin cứu giúp vào ban đêm, thậm chí không ngần ngại dùng mạng sống của mình để thuyết phục Dạ Quân Thanh giúp đỡ hoàng đế lên ngôi. Dạ Quân Thanh quyết tâm bảo vệ Mạc Tâm, đồng ý giúp cô, nhưng đề xuất để Mạc Tâm ở lại qua đêm, chỉ để vẽ một bức tranh cho Mạc Tâm, từ đó anh chỉ muốn nhìn tranh Mạc Tâm sống qua quãng đời còn lại. Nhưng không may, sau khi Mạc Tâm giúp hoàng đế lên ngôi, cô lại vô tình mang thai, lập tức tin đồn lan tràn trong và ngoài cung. Mọi người đều cho rằng đứa bé trong bụng Mạc Tâm là con của Dạ Quân Thanh, kể cả hoàng đế cũng không ngoại lệ. Đêm đó, cô và Tiêu Thân Vương Điện Hạ đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta và Tiêu Thân Vương Điện Hạ chỉ là hoàn thành một bức tranh mà thôi. Tuy nhiên, lời giải thích này không đủ sức thuyết phục, huống hồ là với hoàng đế nhỏ nhen. Ngay lập tức, ông ta quyết định giam cầm Mạc Tâm trong cung. Với sự tàn nhẫn của hoàng đế, Mạc Tâm cảm thấy đau lòng tột cùng. Mạc Uyển mất hồn mất vía trở về nhà, quyết định trước tiên phải loại bỏ Đậu Thị. Chỉ cần tìm được sổ sách hối lộ quan chức là có thể hủy diệt họ. Mẹ cô cũng đồng ý giúp Mạc Uyển tìm sổ sách. Nhưng không ngờ, tất cả đã bị đại phu nhân nghe được từ bên ngoài cửa. Bà ta tự nhiên không thể ngồi yên nhìn dòng họ mình bị diệt vong. Vì thế, khi nhị phu nhân lẻn vào phòng bà ta tìm sổ sách, bà đã đặt bẫy. Khi Mạc Uyển vào phòng, cô thấy thi thể lạnh lẽo của mẹ mình nằm trên sàn nhà. Cô gái bị người ta hãm hại sảy thai, mẹ cô bị giết, ngay cả người yêu nhất cũng bị hoàng đế nhắm tới vì quá nổi bật, lúc nào cũng có nguy cơ mất mạng. Để trả thù, để bảo vệ người yêu, cô gái quyết định từ biệt người yêu, trang điểm tỉ mỉ chuẩn bị vào cung làm phi. Mạc Uyển đưa cho Quân Thanh một tờ giấy nhỏ, yêu cầu anh ấy cùng cô hoàn thành những việc trên danh sách, nghiêm túc từ biệt Quân Thanh lần cuối. Họ vừa ăn kẹo hồ lô, vừa treo giải lụa ước nguyện, cùng nhau thả đèn trời cong minh, cùng nhau ước mơ sẽ mãi mãi ở bên nhau, kiếp này kiếp sau. Họ đến nơi họ lần đầu gặp gỡ, vừa cười vừa đùa. Tại đây, Quân Thanh hứa với Mạc Uyển rằng khi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ đưa cô rời xa cuộc sống phức tạp của triều đình, sống cuộc đời tự do tự tại. Điều này suýt chút nữa khiến Mạc Uyển sẵn lòng từ bỏ ý định trả thù. Nhưng vào những khoảnh khắc quan trọng, cô bình tĩnh lại khi Quân Thanh một mình chèo thuyền ra xa. Mạc Uyển không kìm được nước mắt tuôn rơi, một cặp đôi yêu nhau dưới sự trêu ngươi của số phận đã phải chia cắt như vậy. Khi Quân Thanh đến bên kia, chờ đợi Mạc Uyển mà không thấy, anh trở về nhận được thư từ biệt của Mạc Uyển. Trong tình trạng hoảng loạn, anh tìm kiếm khắp nơi nhưng lại lướt qua kiệu của Mạc Uyển. Mạc Uyển vào cung, trang điểm giống hệt Mạc Tâm, với hai trạng thái ký ức, cử chỉ của cô giống hệt Mạc Tâm. Trong khoảnh khắc, hoàng đế như thấy bóng dáng Mạc Tâm, tuy nhiên, vũ điệu của Mạc Uyển không phải chỉ để người khác xem. Cô cũng có yêu cầu của mình, xin hoàng đế ban cho ta địa vị và vinh dự, làm vợ của Tiêu Thân Vương Điện Hạ. Chẳng phải ở bên Tiêu Thân Vương Điện Hạ cũng có thể có được những điều đó sao? Mạc Uyển đã sống lại một đời, hiểu rõ tính cách của hoàng đế, cô biết cách nói để làm hoàng đế vui lòng. Quả nhiên, hoàng đế có ý muốn chiếm hữu cô. Trong khi đó, Quân Thanh cũng đã tới cửa phòng đọc sách của hoàng đế, sẵn sàng đưa Mạc Uyển đi. Để cắt đứt tình cảm của Quân Thanh, Mạc Uyển đã tự tay xé bức thư mình viết cho Quân Thanh, quyết đoán rời bỏ Quân Thanh. Để bảo vệ Quân Thanh, cô đã xây dựng bức tường cao giữa hai người. Hành động này cũng đã thành công làm vui lòng hoàng đế, ông ngay lập tức ban chiếu phong Mạc Uyển làm phi, Uyển phi, cùng với 3 vị phi tần khác cùng quản lý hậu cung. Tuy nhiên, đại phu nhân và gia đình bà ta lại bắt đầu gây rối. Bề ngoài là chúc mừng Mạc Uyển được phong làm phi, nhưng thực chất lại ám chỉ hoàng đế không công bằng. Nghe xong, hoàng đế lập tức ra lệnh thăng chức đại phu nhân lên làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Tiếp theo, ông cũng muốn thăng chức cho lệ phi. Nhưng tôi tớ của hoàng đế không biết rằng, vị trí phi này được thăng lên cao hơn nữa, hoàng đế muốn phong làm. Trở về lập tức soạn thảo chiếu chỉ, phong lệ phi làm. Ngày cưới của người phụ nữ, cô dâu một mình ở trong phòng trống, trong khi chồng cô lại đi tìm tỷ tỷ của cô và bí mật hứa hôn với tỷ tỷ cô. Đêm tân hôn, nhưng mọi sự nhục nhã mà cô phải chịu đều do cô cố gắng thúc đẩy cuộc hôn nhân này. Hóa ra, năm đó cô mới 18 tuổi, sau khi lên núi cầu nguyện, trên đường trở về nhà, cô bị một nhóm công tử chọc ghẹo và được một chàng trai trẻ tuổi cứu giúp. Chàng trai không để lại tên và đi mất. Cô gái trẻ đã trao trái tim mình cho anh ta nhưng lại không thể tìm thấy anh. Sau đó, trong một buổi tụ họp của các công tử nhà giàu, cô đã nhận ra chàng trai này. Và người đàn ông này chính là hoàng tử, nhưng người mà hoàng tử thích lại là tỷ tỷ của cô, không hề chú ý đến cô. Vì vậy, cô gái đã ghen tị, trở về nhà cầu xin mẹ và chú của mình, sử dụng quyền lực gia đình để khiến hoàng đế phong hôn cho cô. Tuy nhiên,
hoàng tử không hề thích cô, chỉ có thể dùng rượu để giải sầu trong đêm tân hôn, cầm ngọc bội mà tỷ tỷ tặng để nhớ về người ấy. Nhưng không thể chống lại mệnh lệnh của hoàng đế, hoàng tử chỉ có thể chấp nhận. Đúng lúc anh ta chuẩn bị mở màn che mặt, một người hầu đến báo rằng tỷ tỷ cô đã bỏ nhà đi. Như vậy, hoàng tử ngay lập tức bỏ mặc đêm tân hôn của mình, đi tìm tỷ tỷ của cô. Tìm tỷ, còn cô dâu mới thì bị bỏ lại một mình ở nhà, trải qua một đêm tân hôn khó quên. Không có việc uống rượu ngọt ngào cùng chồng, không cắt nến đỏ, không có lời nói ấm áp, không có niềm vui trong phòng ngủ, cô đơn mặc chiếc váy cưới và đi ngủ. Cô dâu trải qua đêm tân hôn của mình như vậy, lòng đầy hận thù không nơi giải tỏa. Do đó, khi hoàng tử đó lên ngôi làm hoàng đế và muốn phong muội muội của cô làm phi, lòng ghen tị trong cô càng trở nên không kiềm chế được. Cô ta công khai chúc mừng muội muội mình trước mặt mọi người, nhưng lại bày tỏ sự bất mãn với muội muội mình một cách riêng tư. Người phụ nữ này thật ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình, không hề nghĩ đến sự tuyệt vọng của Mạc Tâm khi sảy thai, nỗi sợ hãi của mẹ khi bị giết hại, cũng như nỗi đau của Mạc Uyển khi từ bỏ người yêu để bước vào cung. Cô ta chỉ biết đổ lỗi cho người khác cho sự bất hạnh của mình, nhưng không nhìn thấy bản thân và mẹ mình đã làm những việc gì để đạt được mục đích. Chỉ vì một người hầu đem trang phục phi tần cho Mạc Uyển, đại phu nhân không hài lòng, đã xé trang phục và ném xuống đất. Khi người hầu không chịu nổi và nói vài lời, đại phu nhân liền ra lệnh cắt của quý của anh ta và gửi đến cung làm thái giám. Gia đình nhỏ của người hầu này từ đó bị chấm dứt. Nhưng cô ta không hề biết thương hại, ngược lại lại lo lắng việc Mạc Uyển vào cung sẽ làm giảm đi vị trí của mình. Trong khi đó, Mạc Uyển lại cảm thấy tiếc thương cho số phận của người hầu nhỏ, tự trách mình vô dụng, vô tình làm hại thái giám vô tội. Sự việc hôm nay, ta nhất định sẽ đòi lại công lý cho các người. Do sự bất cẩn của cô gái, lại không ngờ rằng chính mình đã vô tình làm chết mẹ. Cô gái không dám tin vào cảnh tượng mẹ mình nằm bất động trên mặt đất, bất kể cô gọi mẹ thế nào cũng vô ích. Tuy nhiên, kẻ chủ mưu lại bước vào một cách tự tin, không ngần ngại thừa nhận chính mình đã hại chết nhị phu nhân. Đối mặt với sự khiêu khích của đại phu nhân, Mạc Uyển không thể chịu đựng thêm được nữa. Mẹ của mình mới là vợ chính, chỉ vì cha cô tham quyền lợi mà đã cưới người phụ nữ độc ác này, biến mẹ cô thành người hầu. Mẹ cô đã chịu đựng nhục nhã suốt bao năm, nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi bàn tay độc ác của đại phu nhân. Tuy nhiên, đại phu nhân không sợ Mạc Uyển, cô phải biết, chúng ta nhà Đậu đã có chỗ đứng vững chắc trong cung, còn có một cô con gái sắp trở thành hậu. Mạc Uyển, cô nhìn xem bản thân mình đi, cô dùng cái gì để đấu với ta? Đại phu nhân giết người không chớp mắt, mục đích của bà ta là tạo ra hiệu ứng này, chuẩn bị lợi dụng lúc Mạc Uyển đang bất cẩn để giết cô. May mắn thay, sự xuất hiện đột ngột của cha cô đã cứu mạng Mạc Uyển. Cha cô đau lòng khi thấy nhị phu nhân qua đời, anh ta đã mắc nợ bà ấy quá nhiều trong cuộc đời này, giờ hối hận cũng đã muộn. Dưới sức ép của quyền lực đại phu nhân, họ không thể tổ chức một lễ tang trang nghiêm cho nhị phu nhân. Lúc này, cha cô quyết định không còn nhẫn nhịn nữa. Sẽ nhất định phải giải quyết cho mẹ con họ một cách thỏa đáng. Tuy nhiên, điều mà cha cô không biết là, từ giây phút này, Mạc Uyển cũng sẽ dốc hết mọi thứ để trả thù, để tìm lại ký ức đã mất. Mạc Uyển đã tìm ra căn phòng bí mật nơi cất giữ xác của tỷ tỷ mình, thấy được khuôn mặt của chị. Trong chốc lát, những ký ức trong đầu cô bỗng nhiên lóe lên, muôn vàn ước vọng, tốt nhất là thành toàn, chỉ cần mỉm cười nhìn thấy dung nhan của người. Ta là Mạc Tâm. Hóa ra lần bị độc hại đó đã khiến ký ức của hai tỷ muội hợp nhất, cô bất ngờ sở hữu cả ký ức của Mạc Tâm và Mạc Uyển. Mạc Uyển nước mắt lưng tròng nhìn vào xác thân của mình, kiếp trước đã kết thúc, kiếp này vẫn cô độc. Bây giờ Mạc Uyển chỉ còn mang theo nỗi áy náy với muội muội, sự hối hận với mẹ và kỳ vọng vào cuộc đời thứ hai của mình, can đảm bước tiếp. Tuy nhiên, điều khiến cô đau lòng nhất là khi ký ức trở lại, cô nhớ ra sự thật về việc mình sảy thai, đáng ngạc nhiên là do chính người mà cô yêu thương nhất, hoàng đế, làm ra. Trọng Nhi sắp chào đời trong 3 tháng nữa, nhưng mỗi lần ta nghĩ về nó, lòng ta luôn bất an. Người hầu hiểu, người hầu nhất định sẽ làm hết sức mình để giúp hoàng đế giải sầu. Như vậy, đứa con của họ đã chết vì sự không tin tưởng của hoàng đế. Để trả thù, Mạc Uyển không còn lựa chọn nào khác ngoài việc vào cung làm phi để có quyền lực cao nhất. Trước đó, cô quyết định từ biệt Quân Thanh một cách tử tế. Cô gái sắp trở thành phi tử của hoàng thượng, nhưng vào ngày đăng quang lại trở thành con tin của bọn bắt cóc. Hoàng thượng không hề hay biết, vẫn đang chờ đợi phi tử của mình. Lúc này, tổng quản thái giám báo cáo sự mất tích của Mạc Uyển, khiến hoàng thượng không hài lòng. Đây rốt cuộc là mất tích hay trốn chạy? Cha cô gái vội vàng bào chữa cho con gái. Thấy thế, hoàng thượng cũng không định nói thêm gì nữa, thậm chí không có ý định cứu phi tử của mình, lạnh lùng đến đáng sợ. Trong khi đó, Mạc Uyển mở túi thơm mang theo, lén lút ném cánh hoa ra ngoài xe ngựa. Dựa vào manh mối này, Dạ Quân Thanh tìm thấy Mạc Uyển, nhưng lại vô tình chứng kiến cảnh cô bị đẩy xuống nước. Anh liều mình nhảy xuống cứu Mạc Uyển. Như vậy, Mạc Uyển an toàn đến hiện trường đăng quang và chuẩn bị đòi lại công lý cho mình. Cô bị một người đưa ra ngoại ô, ông ta định ném cô xuống hồ để cô chịu tội danh trốn chạy vào ngày đăng quang. May mắn thay, cô chỉ là nạn nhân của một âm mưu giết người,
nên mới có thể giữ được sự trong sáng của mình. Trong khi đó, Dạ Quân Thành hợp tác với Mạc Uyển, nói rằng mình đã sắp xếp thị vệ rất cẩn thận, không ai có thể dễ dàng bắt cóc Mạc Uyển. Điều này có nghĩa là người bắt cóc Mạc Uyển chắc chắn là người nhà họ Diêu. Sau đó, thi thể của sát thủ được mang lên, người này chính là họ hàng xa của Diêu phu nhân. Kết hợp với lời vu khống Mạc Uyển của tổng quản thái giám, người ta nói rằng Mạc Uyển bị một nhóm người xấu bắt cóc. Khi Tiêu Thân Vương phát hiện Mạc Uyển bên bờ hồ, cô đã không còn quần áo che thân. Tất cả những dấu hiệu này đều cho thấy đại phu nhân ghen tị với Mạc Uyển được vào cung làm phi, cướp mất vị trí của con gái mình nên đã bắt cóc Mạc Uyển vào ngày đăng quang. Mục đích là để làm cho danh tiếng của Mạc Uyển bị hủy hoại trong một lần, bị hoàng thượng chán ghét. Hoàng thượng cũng hoàn toàn tin tưởng, ngay tại trường liền ra lệnh đưa cô vào đại lý tự để xét xử nghiêm ngặt. Mọi người đều cho rằng Mạc Uyển là nạn nhân, nhưng không biết rằng chính cô mới là người lên kế hoạch cho trò này. Mục đích là trong ngày cô được phong phi, trước tiên tìm người mẹ kế độc ác của mình để đòi một ít lợi ích. Và kế hoạch này đã sớm bị Dạ Quân Thanh nhìn thấu, nên anh mới giúp Mạc Uyển diễn trò tại hiện trường. Đây là kế hoạch mà Mạc Uyển và Cẩm Y đã lên từ trước. Nhưng Mạc Uyển biết, một khi đường lùi đã bị hạ thấp, sẽ không bao giờ dừng lại. Kết quả của việc lùi mãi chính là không còn đường lùi. Vì vậy, cô quyết định đấu tranh với người mẹ kế đến cùng. May mắn là Cẩm Y là một người bạn trung thành, sẵn sàng đồng hành cùng cô qua mọi hiểm nguy. Tuy nhiên, Dạ Quân Thanh không hiểu tại sao Mạc Uyển lại thay đổi, sử dụng chính bản thân mình để đạt được mục đích. Mạc Uyển chỉ có thể biến mình thành người phụ nữ quyền lực, ép Dạ Quân Thanh rời xa cô. Kể từ đó, Mạc Uyển bắt đầu con đường báo thù của mình. Người phụ nữ này từ bỏ người đàn ông yêu thương cô như mệnh, quyết định vào cung làm phi tử của hoàng thượng. Không ngờ hoàng thượng lại không tệ với cô, hàng ngày ban thưởng không ngừng. Thậm chí tổng quản thái giám cũng muốn nịnh bợ cô. Nhưng như vậy, Mạc Uyển trở thành mục tiêu của mọi người trong hậu cung, dù cô đã tặng tất cả những phần thưởng của hoàng thượng cho các chị em khác. Thục Phi vẫn không cảm kích, cầm tay người thì phải ngắn, trả ơn thì không sao, nhưng nếu sử dụng ân tình làm bước đệm, đó không phải là tự mình tìm phiền phức sao? Lệ Phi bề ngoài an ủi Mạc Uyển, nhưng trong lòng thực sự rất vui mừng. Trên đường trở về cung, Mạc Uyển tình cờ bắt gặp một phi tử và thị vệ đang ngoại tình. Đúng lúc thị vệ muốn giết Mạc Uyển, cô lại gọi ra tên họ. Hóa ra, Mạc Tâm ngày xưa và Thái Phi quan hệ rất tốt. Thái Phi từ nhỏ đã yêu thương thị vệ Hoàng Phủ, nhưng vì xuất thân không xứng nên bị gia đình cưỡng ép chia tay. Khi Hoàng thượng lên ngôi, cần sự hỗ trợ quân lực của anh trai Thái Phi, Thái Nhi liền trở thành vật hy sinh cho quyền lực, bị gả vào cung làm phi. Nhưng cô không từ bỏ tình yêu với Hoàng Phủ, mà thỏa thuận với Hoàng thượng rằng khi quyền lực của ông ổn định sẽ cho cô ra khỏi cung. Mạc Tâm biết chuyện này nên thường xuyên giúp họ gặp nhau trong cung. Bây giờ Mạc Uyển có ý thức của Mạc Tâm nên tự nhiên nhận ra hai người. Mạc Uyển nhiều lần đảm bảo sẽ giữ bí mật cho họ, khiến họ yên tâm rời đi. Không ngờ lúc Hoàng Phủ đi, chiếc tua dao rơi xuống, được một cung nữ nhặt lên, suýt nữa đã dẫn đến cái chết của tất cả họ. Mạc Uyển tuy nguyện ý vào cung làm phi để báo thù, nhưng cô thực sự không muốn xảy ra chuyện gì với Hoàng thượng. Vì thế, mỗi đêm cô cầu nguyện Hoàng thượng đừng đến, nhưng điều phải đến cũng sẽ đến. Khi Hoàng thượng đến, Mạc Uyển hơi lúng túng, cũng biểu hiện sự không muốn gần gũi với Hoàng thượng, nhưng lại không dám từ chối quá rõ ràng. Đúng lúc cô đang chuẩn bị cứng rắn chấp nhận số phận, bất ngờ trong phòng xuất hiện rất nhiều rắn độc, hoàn toàn làm mất hứng thú của Hoàng thượng. Hoàng thượng tức giận ra lệnh điều tra kỹ lưỡng và nhanh chóng phát hiện ra nhiều hương dụ rắn dưới giường của Mạc Uyển. Mạc Uyển nhớ lại rằng từ khi Đoàn Đình Đình đến thăm, nhưng để bảo vệ cô, Mạc Uyển chỉ có thể giả vờ như không biết gì cả, điều này lại khiến Hoàng thượng nghi ngờ. Khi thấy Mạc Uyển không biện hộ cho mình, Hoàng thượng ra lệnh giam cô ở cung Quan Thư. Tuy nhiên, tin tức này nhanh chóng được truyền đến tai Dạ Quân Thanh. Để cứu Mạc Uyển, anh lập tức nhờ sự giúp đỡ của Thục Phi, người đang ở trong cung, không ngần ngại quỳ xuống đất, bất chấp tự trọng của một người đàn ông. Thục Phi chính là họ hàng với Dạ Quân Thanh, cô yêu thích anh từ nhỏ. Giờ đây, thấy Dạ Quân Thanh quỳ xuống cầu xin vì Mạc Uyển, cô đau lòng không thể diễn tả, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý với yêu cầu của Dạ Quân Thanh. Ngày hôm sau, Hoàng thượng đã gỡ bỏ lệnh cấm của Mạc Uyển. Hóa ra Thục Phi đã tìm người thế mạng cho cô, diễn trò hoàn chỉnh và thu thập đủ bằng chứng. Mạc Uyển cảm thấy tò mò với sự thiện chí của Thục Phi, chỉ vì muốn cứu cô mà không ngần ngại dùng đến biện pháp mạnh. Nhưng điều này cũng khiến cô nhận ra một vấn đề, muốn đứng vững trong cung, phải có tâm địa rắn giỏi. Tiếp theo, Hoàng thượng tổ chức tiệc mừng để bù đắp cho Mạc Uyển. Trong bữa tiệc, Thái Phi cố ý đổ rượu lên quần áo Mạc Uyển, buộc cô phải đi thay đồ. Nhưng khi Mạc Uyển đang thay đồ, cô phát hiện Dạ Quân Thanh, say khướt vì tình yêu sâu đậm dành cho cô, không kiềm chế được mà muốn gần gũi Mạc Uyển. Đúng lúc này, một cung nữ đã khóa cửa phòng, giữ họ lại bên trong. Trong khi đó, một cung nữ báo cáo với Hoàng thượng, vì vậy, Hoàng thượng cùng một đoàn người lớn đi tìm Mạc Uyển. Khi thấy cửa bị khóa, một người phụ nữ và Tiêu Thân Vương ôm nhau, trong khi chồng đang đứng ngoài chờ bắt gian. Không ngờ khi anh mở cửa, lại thấy vợ mình nằm trên mặt đất với đầu đầy máu.
Anh vội vàng ôm lấy vợ đã ngất đi, không kịp quan tâm đến Bát Gian. Lúc này, em trai của người đàn ông bước vào từ ngoài cửa với vẻ mặt đầy thắc mắc hỏi chuyện gì đã xảy ra. Như vậy, tin đồn vợ mình và em trai cùng nhau cũng sụp đổ. Trước đó không lâu, Mạc Uyển tình cờ bắt gặp Thái Phi và thị vệ Hoàng Phủ ôm nhau. Đúng lúc thị vệ muốn giết cô để bịt miệng, Mạc Uyển đã thề sẽ giữ bí mật cho họ. Nhưng không ngờ, khi Hoàng Phủ rời đi, anh làm rơi tua dao mà mình mang theo và nó đã bị người của Lệ Phi nhặt được. Như vậy, Lệ Phi cũng phát hiện ra bí mật của Thái Phi. Nhưng cô không tố cáo Thái Phi mà nói dối rằng chính Mạc Uyển đã nói cho cô biết. Do vậy, dưới sự kích động của Lệ Phi, Thái Phi quyết định tìm Mạc Uyển để tính sổ. Vì vậy, cô ta giả vờ muốn chúc rượu Mạc Uyển trong bữa tiệc nhưng cố ý làm đổ rượu, khiến Mạc Uyển phải đi thay quần áo. Tuy nhiên, cung nữ lại dẫn cô đến phòng của em chồng mình. Em chồng đã yêu thích Mạc Uyển từ lâu và trong tình trạng say rượu, anh ta lập tức hành động. Mạc Uyển muốn chạy trốn nhưng thấy cung nữ khóa cửa lại từ bên ngoài. Khi thấy cửa bị khóa, họ lo lắng rằng cả hai sắp bị bắt quả tang. Mạc Uyển bỗng nhớ ra có một lối đi bí mật trong phòng. Cô yêu cầu Dạ Quân Thanh chạy trốn qua lối đi bí mật, trong khi mình nắm lấy Lư Hương, dùng sức đập mạnh vào mình để tạo vết thương, giả vờ bị người khác đánh gục. Điều này không những giải quyết được tin đồn giữa cô và em chồng, mà còn khiến Hoàng thượng cảm thấy thương xót cô. Nhưng điều này làm Lệ Phi cảm thấy rất không hài lòng. Cô ta lập kế hoạch mới, muốn liên minh với Thục Phi để cùng nhau chống lại Mạc Uyển. Vì vậy, cô giả vờ liên minh với Lệ Phi, nhưng khi Lệ Phi muốn hãm hại Mạc Uyển, lại giúp Mạc Uyển biện hộ. Như vậy, Lệ Phi trước mặt Hoàng thượng trở thành người xấu, kẻ mang tiếng xấu, khi nào các người liên minh với nhau. Khi Lệ Phi còn đang cố gắng biện minh, Mạc Uyển cố ý để lộ vết thương trên tay. Vì vậy, không chỉ Hoàng thượng phạt Lệ Phi, mà còn buộc cô phải gửi con mèo duy nhất đồng hành với mình trong cung đi. Với mình, cuộc chiến giữa hai chị em lại lên một tầm cao mới, chắc chắn sẽ gây chia rẽ và xung đột. Kể từ khi Mạc Uyển và Thục Phi liên minh để đối phó với âm mưu của Lệ Phi, cuộc chiến đã bắt đầu. Mạc Uyển phát hiện Lệ Phi và Thái giám tổng quản giao lưu mật thiết, như vậy Mạc Uyển quyết định trước tiên từ tổng quản này bắt đầu, từng chút một chặt đi tay chân của Lệ Phi. Nhưng chưa kịp hành động, đã nhận được một phong thư, trong thư có người mời cô đến hẹn và đặc biệt nhấn mạnh rằng chỉ đến một mình. Nhưng kỳ lạ là, bức thư này xem xong chữ liền biến mất, kèm theo là một mảnh áo, nhưng trò nhỏ này Mạc Uyển liếc một cái đã thấy qua, kỹ xảo thấp kém như vậy không cần quan tâm là được. Tuy nhiên, thị vệ của Mạc Uyển lại đề xuất, mảnh vải này giống như của Tiêu Thân Vương Dạ Quân Thanh. Nhận ra có thể là Dạ Quân Thanh gặp khó khăn, Mạc Uyển không quan tâm đến nguy hiểm, một mình đi đến. Khi cô đến nơi chỉ định, phát hiện Dạ Quân Thanh chỉ là chúng mê hương, thở phào nhẹ nhõm đồng thời cứu Dạ Quân Thanh tỉnh lại. Tuy nhiên, khi Dạ Quân Thanh tỉnh lại động tay động chân với Mạc Uyển. Một người là phi tần của hoàng đế, làm sao cũng không thể như vậy. Thế là Mạc Uyển lập tức phát hiện có điều không đúng, thấy góc áo của Dạ Quân Thanh hoàn toàn nguyên vẹn, tay không mang bất kỳ trang sức nào. Cô nhớ rằng Dạ Quân Thanh thường đeo một chiếc nhẫn ở tay trái, đủ để chứng minh người trước mắt này không phải là Dạ Quân Thanh. Như vậy, người này cũng không còn giả vờ nữa, tháo mặt nạ lộ ra bộ mặt thật. Còn người thực sự của Dạ Quân Thanh, cũng trong miệng thị vệ biết rằng cô ấy tinh, anh ta trong thời gian ngắn thấy mình hai lần, cũng nhận ra có người giả mạo mình. Đúng lúc giả Dạ Quân Thanh muốn loại bỏ Mạc Uyển, Dạ Quân Thanh kịp thời đến cứu cô. Và đã làm cho anh ta bị thương nặng, không ngờ người này đã có phòng bị từ trước, ném một quả lựu đạn khói và chạy trốn không dấu vết. Mạc Uyển và Dạ Quân Thanh không may mắn thoát khỏi, bị hỏa lực sẵn sàng mai phục và gây thương tích. Mạc Uyển bị nổ làm cho bụi bặm mặt mày, còn Dạ Quân Thanh thì bị thương nặng. Lệ Phi nghe tin gió và muốn đến xem trò cười, nhưng bị Mạc Uyển tức giận hỏi làm cho không thể nói nên lời. Hoàng đế nghe thấy tiếng động cũng đến xem xét, thấy Mạc Uyển và Dạ Quân Thanh ở cùng nhau, lòng đố kỵ nhỏ bé lại bắt đầu. May mắn Mạc Uyển tìm được lý do để lảng tránh. Thấy Dạ Quân Thanh nôn ra máu tươi, vết thương không nhẹ, hoàng đế cũng không tiện làm khó họ nữa. An Bính Sơn cố ý làm mình bị thương đầy mình, tự nguyện chịu trách nhiệm cho mọi việc, nói là do trong lúc luyện đan cho hoàng đế, pha trộn không đúng dẫn đến vụ nổ. Lúc này, Đại Mạc Uyển cũng cuối cùng hiểu ra, tất cả đều là Lệ Phi và An Bính Sơn đứng sau làm quỷ. Cô lẻn đến thăm Dạ Quân Thanh vào ban đêm, thề sẽ loại bỏ Lệ Phi. Lệ Phi nhập cung 8 năm mà chưa bao giờ phục vụ hoàng đế, sự từ chối liên tục của cô cuối cùng đã làm hoàng đế tức giận. Nhưng hoàng đế, làm vua của một quốc gia, chưa bao giờ có thứ gì không thể có. Anh ta thà đợi Mạc Uyển tự nguyện, chấp nhận mình. Nói xong liền bực bội rời đi, quay đầu đến nơi của Lệ Phi. Lệ Phi nắm bắt cơ hội và ra sức làm duyên, hoàng đế uống từng chén, đã say không biết gì. Mơ hồ coi Lệ Phi như hoàng hậu đã mất, và như vậy một đêm xuân sảng khoái, Lệ Phi cũng bắt đầu nắm quyền. Ngày hôm sau, mẹ cô đến thăm Lệ Phi, dặn dò cô tận dụng những ngày này thường xuyên phục vụ hoàng đế. Nắm bắt mọi cơ hội để có thai, chỉ có như vậy mới có thể ổn định địa vị. Khi biết Mạc Uyển hiện tại mất sủng, mẹ cô quyết định đi dạy dỗ Mạc Uyển một trận.
Nhưng thấy Mạc Uyển không muốn quan tâm đến cô ấy, bà ta lại lấy ra chiếc vòng tay mẹ Mạc Uyển để lại trước khi mất. Tuy nhiên, bà ta không định trả lại chiếc vòng cho Mạc Uyển một cách dễ dàng, mà là bắt Mạc Uyển phải cung kính cúi đầu trước mình. Mạc Uyển cũng ngoan ngoãn làm theo, nhưng bà ta được lợi còn lộ vẻ ngạo mạn. Cố ý làm rơi vỡ chiếc vòng và còn tuyên bố rằng chỉ là một chiếc vòng vỡ mà thôi, sẽ mua một cái mới bồi thường cho Mạc Uyển. Mạc Uyển nhớ lại những hình ảnh mẹ cô bị người mẹ kế này hành hạ trước khi mất, không thể nhịn được nữa và bùng nổ. Lúc này Lệ Phi xông ra, tất nhiên là để bênh vực mẹ mình, chỉ trích Mạc Uyển. Mặc dù Mạc Uyển đã giải tỏa cơn tức của mình, nhưng cô hiện tại mất sủng và địa vị còn thấp hơn Lệ Phi, vì vậy Lệ Phi có thể tùy ý trừng phạt cô, bắt cô quỳ ở trong sân cả ngày. Đúng lúc mưa xối xả chút xuống, làm cô ướt sũng. Dạ Quân Thanh nhìn thấy cảnh này mà lòng đau như cắt. Dạ Quân Thanh đưa ô cho Mạc Uyển, nhưng Mạc Uyển từ chối không nhận, bởi vì hiện tại họ địa vị khác nhau, không thể nhận sự quan tâm của nhau. Thục Phi nhìn thấy cảnh này cũng rất đau lòng. Cô ấy cũng không muốn cầm ô nữa, nhớ lại khi còn nhỏ mình thường xuyên bị cha mình mắng mỏ, là Dạ Quân Thanh luôn quan tâm đến cô, bắt đom đóm để làm cô vui. Từ lúc đó, Thục Phi đã nghĩ đến việc kết hôn với Quân Thanh, nhưng không ngờ rằng những cô gái trong vài gia đình cuối cùng đều bị đưa vào cung làm phi tần, không có quyền theo đuổi tình yêu. Ban đầu cô không có nhiều mong đợi, nhưng thấy thái độ của Dạ Quân Thanh với Mạc Uyển lại khiến lòng Thục Phi bất an. Cô viết một bức thư cho Quân Thanh, hẹn gặp nhau. Sau đó giả vờ tuyệt vọng, bày tỏ sau khi uống cốc này sẽ chấm dứt tình cảm với Quân Thanh. Nhưng khi Quân Thanh uống xong, anh ta lập tức mắt mờ. Người phụ nữ này vì muốn có được người mình yêu, đã. Nhưng chưa kịp hành động, cô đã bị người từ phía sau đánh gục. Cô không ngờ người trong hoàng tộc lại sử dụng thủ đoạn ti tiện như vậy. Mặc dù Mạc Uyển đã ngăn chặn bi kịch xảy ra, nhưng người phụ nữ chỉ bị đánh bất tỉnh, còn sức mạnh của người đàn ông không thể phát tán ra ngoài cơ thể, khi tỉnh dậy có thể đe dọa đến tính mạng. Mạc Uyển đã đứng ra, dâng hiến mình cho Dạ Quân Thanh. Ngày hôm sau lo lắng Dạ Quân Thanh cảm thấy áy náy, nói dối anh ta rằng hai người không có gì xảy ra. Dạ Quân Thanh thà Mạc Uyển thẳng thắn thừa nhận, chứ không phải hai người rõ ràng quan tâm nhau, nhưng lại cứ giả vờ như không quan trọng. Mặt khác, khi Thục Phi tỉnh dậy, nhớ lại Mạc Uyển làm hỏng chuyện tốt của mình và Mạc Uyển để trả thù Thục Phi. Cô ấy thậm chí đã nói rõ ràng mọi chuyện với cha mình và lo lắng mình có thai, chuẩn bị theo gương của Triệu Huệ Minh. Sớm thôi cô đã chờ được cơ hội. Trong khi đó, kể từ khi được hoàng đế sủng ái, Lệ Phi đã có quyền quản lý hậu cung. Bà ta mời các phi tần đến dự, cố ý lôi kéo lòng người, phát bạc cho mọi người mua sắm. Trên bàn tiệc thu dọn quần áo, do có quy tắc không thành văn tại buổi tiệc, ai được hoàng đế chú ý, người đó sẽ được chọn phục vụ hoàng đế. Lúc đó, các phi tần đều ra sức cạnh tranh nổi bật, Mạc Uyển cũng không ngoại lệ. Vì vậy Mạc Uyển không định sử dụng cách này. Nhưng không ngờ lời này lại bị người của Lệ Phi nghe được, cô ta cố ý tìm mẫu cửu sắc phượng tị và gửi cho Mạc Uyển. Vì biết rằng Mạc Uyển đeo nó sẽ bị hoàng đế phạt, trong lòng hoàng đế chỉ có chị gái Mạc Uyển mới xứng đáng đeo cửu sắc phượng tị. Mạc Uyển đã rất cố gắng cho lần này, trang phục lộng lẫy đặc biệt nên cô nổi bật giữa đám đông. Hoàng đế nhìn thấy cô đã nhầm tưởng cô là chị gái của mình. Nhưng khi phát hiện ra đó là Mạc Uyển, hoàng đế tức giận, hỗn xược, ai cho phép cô tự ý đeo cửu sắc phượng tị của hoàng hậu, ta thấy cô càng lúc càng to gan. Các phi tần noi theo trang phục, tưởng rằng sẽ được hoàng đế ưu ái. Không ngờ đã làm cho hoàng thượng nổi giận dữ, phạt ngươi trở về cung quan thư để suy nghĩ, không được phép ra ngoài. Lời nói chưa dứt, hoàng thượng đã tức giận quay đầu bỏ đi. Còn Lệ Phi cũng lộ ra bộ mặt thật của mình. Cô ta nghĩ Mạc Uyển sẽ bị đày vào lãnh cung, ngạo mạn chế nhạo cô ta. Nhưng không biết, bọ ngựa săn ve, chim sẻ đợi sau. Màn kịch thực sự chỉ mới bắt đầu. Hoàng thượng nhận ra Mạc Uyển mang theo bước yêu của hoàng hậu, chắc chắn có người đứng sau xúi giục. Sau đó, Mạc Uyển sai người hạ nhân Đinh Nguyệt cố ý đốt hủy bản vẽ bức yêu trong sân, bị thị vệ bắt gặp. Đinh Nguyệt trước mặt hoàng thượng đã đổ hết mọi trách nhiệm lên người Lệ Phi. Nô tỳ theo lệnh chủ tử, đi tìm thợ làm bức yêu. Lệ Phi nghe xong, dùng mạng sống gia đình nô tỳ để uy hiếp, bảo nô tỳ đến nội vụ phủ lấy bản vẽ bức yêu cửu sắc phượng tị của hoàng hậu trước để chứng minh rõ ràng bà ta có ý định làm. Với lời của Đinh Nguyệt, từng lời nói ra, Lệ Phi thực sự không thể biện minh. Và lo lắng hoàng thượng không tin, cô ta còn đưa ra thư từ gia đình gửi đến, rõ ràng viết trong thư, cha bảo cô ta phải nghe lời Lệ Phi để bảo vệ mạng sống của em trai và em gái mình. Hoàng thượng nhớ lại đã từng thấy có cung nữ gửi thư cho Đinh Nguyệt, tổng quản nội vụ phủ cũng khẳng định bức yêu được Lệ Phi sai người lấy đi, sau đó chuyển cho Mạc Uyển. Hiện tại với chứng cứ nhân chứng rõ ràng, Lệ Phi muốn biện minh cho mình, nhưng Mạc Uyển không cho cô ta cơ hội đó. Lời chỉ trích của Mạc Uyển không hề nương tay, Lệ Phi kích động lộ rõ vẻ hung dữ. Như vậy, hoàng thượng vì đạo đức có lỗi, làm rối loạn hậu cung, đã giáng Lệ Phi từ chức vị quý phi xuống làm phi và tước đoạt quyền giúp đỡ quản lý hậu cung. Cho đến lúc này, cô ta mới hiểu mình đã bị Mạc Uyển tính kế. Hóa ra Mạc Uyển mấy lần liên tiếp bị Lệ Phi hãm hại, cộng thêm việc Lệ Phi dùng mạng sống gia đình Đinh Nguyệt để uy hiếp Đinh Nguyệt phản bội Mạc Uyển.
nhưng Đinh Nguyệt là người lòng trung thành, đã tại trường nói chuyện này cho Mạc Uyển biết. Như vậy, Mạc Uyển quyết định dùng kế hoạch của mình, hợp tác với Đinh Nguyệt khiến Lệ Phi phải chịu thiệt mà không thể thanh minh. Đinh Nguyệt cũng dưới sự xin xỏ của Mạc Uyển, thành công trở về bên cạnh Mạc Uyển. Tuy nhiên, Lệ Phi không từ bỏ, vì muốn tổng quản thái giám nói lời tốt cho mình trước mặt hoàng thượng, đã không tiếc gửi cung nữ bên cạnh mình cho tổng quản thái giám. Số phận bi thảm của cô gái nhỏ trong cung đã kích thích Mạc Uyển. Người phụ nữ này hãm hại em gái không thành, lại bị đày vào lãnh cung. Để rời khỏi lãnh cung, cô ta thậm chí còn gửi cung nữ bên cạnh mình cho một thái giám già biến thái để đổi lấy cơ hội ra khỏi lãnh cung. Cung nữ đáng thương chịu đựng sự tra tấn không phải người, tiếng kêu cứu của cô đã thu hút sự chú ý của Lưu Tỉnh, người trực đêm. Lưu Tỉnh chính trực muốn bênh vực cung nữ nhỏ, An Bính Sơn lập tức thề sau này sẽ đối xử tốt với cô ấy, nhưng Lưu Tỉnh không tin, kiên quyết muốn dẫn đi cung nữ. An Bính Sơn thấy sự việc sắp trở nên tồi tệ, liền ra tay giết chết Lưu Tỉnh. Trước cái chết của Lưu Tỉnh, Mạc Uyển đau lòng tuyệt vọng. Trước kia Lưu Tỉnh dù chỉ là một người hầu trong nhà, nhưng lại quan tâm đến bản thân cô hết mực. Sau đó, vì cô và mẹ kế cãi nhau, bị mẹ kế trả thù, tẩy thân và được gửi vào cung làm nô lệ. Chính cái chết của Lưu Tỉnh đã khiến Mạc Uyển quyết tâm bắt đầu trả thù, lấy lại những gì cô đã mất. Cô vừa vĩnh tâm trạng đau buồn thổi sáo trong sân, tiếng sáo hay đẹp đã thu hút hoàng thượng. Mạc Uyển giả vờ nguyện ý đáp ứng hoàng thượng, nhưng đáng buồn thay, trong thâm cung này, muốn có quyền lực, muốn báo thù, chỉ có thể dựa vào sự sủng ái của hoàng thượng, dù phải từ bỏ tình yêu trong lòng, cũng nhất định phải đạt được đỉnh cao quyền lực. Dù lòng cô chống cự, nhưng lúc này Mạc Uyển không còn sự lựa chọn nào khác. Đến đây, Mạc Uyển trở thành hoàng quý phi, ngang hàng với hoàng hậu, còn số phận của An Bính Sơn cũng sắp thay đổi. Đến lúc này An Bính Sơn mới cảm thấy không ổn, nhưng đã quá muộn. Thái Đình xấu hổ đến trước giếng cạn, chuẩn bị tự tử để theo Lưu Tỉnh, nhưng lại được Mạc Uyển cứu lần nữa. Lợi dụng cơ hội này để thu nhận Thái Đình, đặt cô ấy bên cạnh Lệ Phi và biết được tất cả những chuyện ác Lệ Phi từng làm. Chỉ khi biết mình biết người mới có thể chiến thắng không ngại. Từ đó, Mạc Uyển bắt đầu nhắm vào Lệ Phi và An Bính Sơn. Sau khi xây dựng một loạt kế hoạch, cô ta đầu tiên liên kết với quốc sư, tiến cử ý kiến với hoàng thượng, bày tỏ rằng Tinh Tú không ổn sẽ có nguy cơ lớn từ phía Bắc đe dọa quyền lực hoàng gia. Mặt khác, Mạc Uyển cố ý đi dạo trong hoàng cung và tình cờ gặp gỡ quốc sư. Quốc sư nhìn tướng số Mạc Uyển và nói rằng cô ta rất may mắn. Đồng thời, trong cung của Mạc Uyển bất ngờ xuất hiện sương mù dày đặc, hoàng thượng cùng hai người đi kiểm tra và quốc sư đã tính toán ra rằng dưới đất có thứ vật thần kỳ. Khi đào lên, họ phát hiện ra một cây linh chi lớn. Sự xuất hiện may mắn này trong cung của Mạc Uyển khiến hoàng thượng càng quan tâm đến cô ta hơn. Nhưng chỉ vài ngày sau, linh chi bắt đầu héo úa. Quốc sư tính toán ra rằng trong cung có khí âm dương xấu và vật ô uế, chỉ ra vị trí ở góc đông bắc. Chính góc đông bắc là phòng luyện đan của An Bính Sơn. Hoàng thượng sai người điều tra và phát hiện trên bàn toàn là thuốc giả. An Bính Sơn đã nhanh chóng đổ lỗi cho người khác trước. Vì không có bằng chứng, hoàng thượng chỉ phạt anh ta 1 năm lương và đánh 20 trượng. Nhưng Lệ Phi biết rằng An Bính Sơn đã làm nhiều việc xấu đằng sau, như lấy mạng người để luyện đan, dùng cung nữ thử thuốc. Do đó, cô ta yêu cầu anh ta nhanh chóng xử lý hậu quả. Hầu hết các cung nữ bị thử thuốc đều bán sống bán chết và số lượng không ít. An Bính Sơn lợi dụng bóng đêm, muốn âm thầm tiêu hủy xác chết, định ném họ vào giếng cạn. Không ngờ, người của Mạc Uyển lại bắt gặp tận tay. An Bính Sơn không thể chối cãi, cuối cùng bị giam vào thiên lao. Còn Mạc Uyển mặc đồ đen đến ngục, chỉ để tìm ra sự thật, đó là người đã làm hại cô sảy thai năm xưa, liệu có phải là hoàng thượng hay không. Nhiều năm sau, em gái của hoàng hậu, Mạc Uyển, để tìm ra sự thật, đã lên kế hoạch bắt giữ thái giám, do đó cũng biết được bộ mặt thật của hoàng thượng. Quả nhiên từ xưa đến nay vua chúa đều vô tình, bất nhân nhất là nhà vua. Từ đó, Mạc Uyển chuẩn bị báo thù hoàng thượng. An Bính Sơn biết mình không thể chạy trốn tội lỗi nên đã tiết lộ cả đồng bọn. Hoàng thượng thấy lời khai tức giận không thể kiềm chế, hóa ra chính là chú ruột của Lệ Phi, ra lệnh điều tra và tịch thu tài sản nhà Lệ Phi, bắt giam chú. Nhưng mẹ và chú của Lệ Phi trong thời khắc quan trọng đã giấu kín chứng cứ, không có chứng cứ hoàng thượng cũng không thể làm gì. Đúng lúc hoàng thượng bế tắc, Dạ Quân Thanh mang đến một hộp, thẳng thắn nói đó chính là chứng cứ. Sau đó, người ta vất vả tìm ra chứng cứ. Như vậy, chú của Lệ Phi và An Bính Sơn bị đưa lên bục hành quyết, bị chặt đầu để chuộc tội. Cái chết của họ làm cho người chứng kiến kinh hãi, đẩy uy tín của hoàng thượng lên đỉnh cao. Hoàng thượng hưởng thụ cảm giác này, không biết rằng trước đây dựa vào hoàng hậu, còn bây giờ lại dựa vào em gái của hoàng hậu. Và Mạc Uyển, người đứng sau màn kịch này, đã tự tay giải quyết bảo kê phía sau Lệ Phi, giờ đến lúc giải quyết mẹ của Lệ Phi. Mạc Uyển nghe tin về chú, thực sự rất đau lòng. Cách đây không lâu, đại phu nhân đã như thế nào sỉ nhục mình, giờ Mạc Uyển cũng không hề nương tay, lời nói đã trả lại cho bà. Nhưng đại phu nhân có miệng lưỡi sắc bén, đến phút cuối cùng cũng nói lung tung, chỉ trích Mạc Uyển và vương gia mập mờ không rõ. Điều này cũng làm Mạc Uyển tức giận,
cô biết người đã làm hại hoàng hậu sảy thai trước đây, ngoài hoàng thượng ra còn có mẹ con Lệ Ninh. Dù người có thừa nhận hay không, bản cung sẽ buộc người phải trả giá cho mẫu thân và đứa con chưa kịp chào đời của ta. Khi Mạc Uyển nói ra điều này, đại phu nhân liền cảm thấy không ổn, bất ngờ nhận ra người trước mắt không phải là Mạc Uyển, mà là Mạc Tâm. Lệ Phi đến sau đó, nhưng mẹ cô biết rõ nếu người trước mặt là Mạc Tâm, Lệ Phi chắc chắn không phải là đối thủ. Nhưng mối thù máu xương giữa cô và Mạc Tâm làm sao có thể dễ dàng giải quyết? Bây giờ chỉ còn lại sự hối hận. Người mẹ này để giúp con gái làm hoàng hậu, đã từng hãm hại hoàng hậu sảy thai, dẫn đến cái chết của cô vì mất máu quá nhiều. Bây giờ sự thật đã bị bại lộ, mẹ vì bảo vệ con gái đã lao đầu vào bàn để chết làm lễ xin lỗi. Con gái không thể tin nổi nhìn tất cả những điều này. Lệ Phi đau khổ tới mức ngất xỉu, không ngờ lại nhận được tin tốt. Thái y chẩn đoán cô ta có thai, hoàng thượng cũng rất vui mừng, quyết tâm từ nay sẽ đối xử tốt với Lệ Phi. Mạc Uyển dù cho rằng đứa trẻ vô tội, nhưng vẫn quyết định tiếp tục kế hoạch trả thù. Khi Lệ Phi tỉnh dậy biết mình mang thai và nghĩ về cái chết thảm của mẹ mình trước mặt mình, cô ta quyết định sử dụng thai nhi trong bụng để giành lại vị trí cho mình. Vì thế, Lệ Phi suốt ngày làm ra vẻ đáng thương, trước mặt hoàng thượng kích động và xúi giục. Hoàng thượng không mấy để tâm đến chuyện này, ông ta hiện giờ quan tâm hơn đến đứa trẻ trong bụng Lệ Phi. Bởi vì ngày hoàng thượng sủng ái Lệ Phi là ngày sinh của hoàng hậu đã khuất, nên ông ta cho rằng đứa trẻ này có duyên với hoàng hậu. Do đó, ông ta chuyển tình cảm nhớ nhung hoàng hậu sang đứa trẻ trong bụng Lệ Phi. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện của họ đã bị người của Mạc Uyển nghe được. Biết được tin này, Mạc Uyển quyết định chuẩn bị từ đây mà xuất phát. Từ đó, Lệ Phi mỗi đêm đều ác mộng, trong mơ luôn thấy hoàng hậu đã mất đến tìm cô, nói rằng sẽ lấy mạng cô để báo thù cho đứa con của mình. Như vậy, sắc mặt Lệ Phi ngày càng tiều tụy, hàng ngày uống thuốc bảo thai nhưng lại càng tiều tụy hơn. Không biết rằng chiếc lược hàng ngày cô sử dụng chính là chìa khóa khiến cô mê man. Nhìn thấy thời cơ đã chín muồi, Mạc Uyển lại thêm một cú đẩy. Lệ Phi nghe đến hoàng hậu liền cảm thấy đau đầu, đành tìm cớ vội vã trở về. Mạc Uyển cũng đã đến lúc thu lưới. Trong khi đó, Thục Phi luôn tìm cơ hội để đối phó với Mạc Uyển. Khi Lệ Phi mang thai được 3 tháng, hoàng thượng ra lệnh cho Mạc Uyển tổ chức tiệc mừng cho Lệ Phi. Nhưng do Lệ Phi mệt mỏi, sức khỏe không tốt, Mạc Uyển liền sắp xếp các cung nữ và thái giám có kinh nghiệm để chăm sóc Lệ Phi. Tuy nhiên, điều này lại bị Thục Phi nắm bắt không buông, cho rằng Mạc Uyển cố ý hại con của Lệ Phi. Trong lúc tranh cãi, Lệ Phi cảm thấy hoang mang lo lắng, luôn nghĩ có người muốn hại đứa trẻ của mình, không thể kiểm soát được hành vi của mình. May mắn là mọi người ở đó đã kịp thời can thiệp, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng được. Nhưng như vậy, Thục Phi đã phát hiện ra vấn đề của Lệ Phi, chuẩn bị lợi dụng tình trạng tâm lý bất ổn của cô ta để hãm hại Mạc Uyển. Kể từ khi Lệ Phi mang thai, Quý Phi đã sắp xếp người dùng chiếc lược đặc biệt để chải đầu cho cô ấy, khiến cô ấy tinh thần hoang mang. Nhưng vì hoàng đế rất coi trọng đứa trẻ này, Quý Phi không dám không chọn một chiếc như ý để gửi đến Lệ Phi. Tình cờ Thục Phi đến và thấy chiếc như ý, ngay lập tức gợi ý Quý Phi gửi thêm một bộ gỗ kỳ lân, với ý nghĩa là có kỳ lân mang con đến. Quý Phi biết rõ tính cách của Thục Phi, nếu không có 800 đôi mắt thì không thể thắng được cô ta, do đó mặc dù cô ta đã áp dụng lời khuyên của Thục Phi, nhưng cũng đã có biện pháp phòng ngừa. Và mặt khác, Thục Phi cũng biết Quý Phi không dễ đối phó, đặc biệt đã chuẩn bị phương án thứ hai, cô mang cái gỗ này đã ngâm độc mandala. Đến phủ nội vụ, len lút đánh cháo với cái trong kho, cô ấy tự chọn thì không thể trách được bản cung. Thục Phi có kế hoạch trong lòng, tự tin vào thành công. Nhưng không ngờ Lệ Phi lại đến tìm mình, hy vọng có thể cùng nhau đối phó với Quý Phi. Nhưng Thục Phi hiện đang chờ đợi để xem kịch hay và đã từ chối Lệ Phi ngay tại chỗ. Chẳng bao lâu sau, ngày mừng Lệ Phi mang thai đã đến, hoàng đế dẫn đầu chúc mừng Lệ Phi. Tuy nhiên, Lệ Phi có vẻ không được khỏe, đành phải về nghỉ ngơi trước. Thục Phi thấy con mồi sắp lọt vào tay lại bỏ chạy, lập tức đuổi theo. Qua kỹ năng kích động tài tình của mình, Lệ Phi đã hoàn toàn mất kiểm soát, trở lại bữa tiệc và đánh Quý Phi, cho rằng Quý Phi muốn hại đứa bé của mình. Trong cuộc ẩu đả, Quý Phi không hề hấn gì, nhưng Lệ Phi đau bụng dữ dội, đứa trẻ cuối cùng không giữ được. Thái y phát hiện ra là do cái gỗ độc kia gây ra, Thục Phi lợi dụng cơ hội này để khó xử Quý Phi. Nhưng không ngờ Quý Phi đã chuẩn bị sẵn sàng, ngay lập tức sử dụng kiến thức hóa học của mình để rửa sạch oan khuất cho bản thân. Và nữ nô tỳ của Thục Phi vì đã tiếp xúc với gỗ độc đã bị phát hiện ngay tại chỗ, sau đó còn tìm thấy bột xạ hương trong phòng ngủ của Thục Phi. Như vậy, Thục Phi không những không ăn cắp được gà mà còn mất cả gạo, cố tình hãm hại Quý Phi không thành, lại càng làm mình lọt vào ngục. Hai người này cuối cùng vẫn là một người thấp hơn. Ai ngờ, việc Lệ Phi sảy thai đã nằm trong dự đoán của cô ấy, Lệ Phi đã sớm biết chiếc lược gỗ và bộ gỗ kỳ lân có độc. Và đứa bé trong bụng cô dưới sự ngâm tẩm của những chất độc này đã sớm bị hại. Trong tình huống như vậy, Lệ Phi quyết định từ chối việc điều trị của Thái Y, chuẩn bị sử dụng đứa bé này để giành lại lợi thế cho mình. Vì vậy, cô ấy cố ý đi tìm Thục Phi, lén lút đổ bột xạ hương trong phòng của Thục Phi để sau này có thể đổ lỗi cho Thục Phi và sau đó lại tự hạ độc mình tại bữa tiệc.
Lệ Phi tự gây ra sảy thai tại bữa tiệc, qua đó không chỉ loại bỏ được một đối thủ mà còn khiến hoàng đế cảm thấy có lỗi với cô. Đến đây, mối thù giữa Lệ Phi và Quý Phi sắp được bày ra. Tướng quân và phu nhân yêu thương nhau thắm thiết nhưng không thể trái lệnh hoàng bị, phải rời đi, để lại người vợ mang bầu một mình tại nhà. Ai ngờ, hoàng đế lại cướp đi người phụ nữ của quan lại để yêu thương, để bảo vệ thai nhi, phu nhân đã nhẫn nhục sinh ra đứa trẻ, để nó sống với danh phận là hoàng tử. Nhiều năm sau, hoàng tử lớn lên, thuận lợi kế vị, cha ruột lại đến nhận mình. Nguyên nhân cha ruột xuất hiện là do Thục Phi bị giam vào ngục lớn, hoàng đế ra lệnh chọn ngày hành quyết. Cha của Thục Phi vào cung xin xỏ cho con gái nhưng lại bị hoàng đế từ chối. Sau khi nói xong, hoàng đế không hề lưu tình mà bỏ đi. Để cứu con gái, cha cô tìm đến Lạc Bình, một tướng lĩnh giải ngũ ẩn cư trong rừng, người có vị thế cao và là đại thần của hai triều đại, trong tay còn có lệnh bài miễn tử do tiên hoàng ban. Do cha ông từng cứu mạng Lạc Bình, ông không chút do dự đồng ý xuất sơn. Nhưng ông quá tự cao, dựa vào vị thế là đại thần của hai triều đại, dạy dỗ hoàng đế, thề sẽ bảo vệ Thục Phi. Điều này khiến hoàng đế tức giận, từ chối Lạc Bình ngay lập tức, dù ông ta đã sử dụng lệnh bài miễn tử của hoàng đế trước, vẫn không thể cứu Thục Phi. Như vậy, Mạc Uyển, người đã đưa Thục Phi vào tù, trở thành mục tiêu để Lạc Bình giải tỏa cơn giận, ta tuyệt đối không để cho ngươi gây rối lớn. Thêm vào đó, khi ông đến thăm Thục Phi trong nhà giam, Thục Phi đã tiết lộ mọi chuyện, vì thế Lạc Bình cũng biết được mục đích của Mạc Uyển ở lại cung. Một là để báo thù cho Mạc Tâm, hai là để giúp đỡ Dạ Quân Thanh, lo lắng cho an toàn của bên trong. Ông ngay lập tức thông báo sự việc này cho hoàng đế, cho rằng nên lập tức tru diệt Mạc Uyển, nhưng hoàng đế không tin, cho rằng tất cả chỉ là Thục Phi đang bịa đặt, hai người ý kiến trái ngược, cãi vã không ngừng. Điều họ không biết là cuộc trò chuyện của họ đã bị người của Mạc Uyển biết được và ngay sau đó đã thông báo cho Mạc Uyển. Mạc Uyển tất nhiên sẽ phản công. Ngày hôm sau, tin đồn về Lạc Bình và hoàng hậu lan truyền khắp cung, dự định tạo ra một số scandal để đuổi Lạc Bình đi, nhưng không ngờ lại chọc trúng điểm đau của Lạc Bình. Bị ép buộc, Lạc Bình mạo hiểm, trong cung đã bắt giữ Mạc Uyển. Đồng thời, Lạc Bình cũng không định nói lý với hoàng đế, sai người đi cứu Thục Phi khỏi nhà giam. Tuy nhiên, điều ông không ngờ tới là Mạc Uyển đã sẵn sàng mọi kế hoạch cứu ngục thất bại, Mạc Uyển cũng được cứu thành công và Lạc Bình lại bị bắt trở lại hoàng cung. Từ việc bắt cóc phi tần hậu cung đến việc đến nhà giam giải cứu, Lạc Bình sắp phải đối mặt với hình phạt của hoàng đế. Trong khoảnh khắc quan trọng, Lạc Bình không muốn cha con họ phải đối đầu, vì thế đã tiết lộ sự thật hai người là cha con và còn cho thấy dấu hiệu sinh trắc học đặc trưng của gia đình mà hoàng đế cũng có một cái. Đế, ông nghĩ rằng nói ra sự thật có thể lấy lại tình cảm cha con đã mất từ lâu, không ngờ đến mức độ sự thật này ảnh hưởng đến hoàng đế như thế nào. Hoàng đế luôn tự hào về việc mình là hậu duệ chính thống của hoàng gia, nay biết được tin này, sợ hãi đến mức không thể nào giữ vững phong độ, mất kiểm soát cảm xúc, ngồi xuống đất. Cận vệ của Mạc Uyển bên ngoài ngôi nhà nghe được tin tức này và ngay lập tức truyền lại cho Mạc Uyển. Cô ấy dự định sử dụng những lời đồn đại trong cung để ép hoàng đế phải đưa ra quyết định. Khi lời đồn lan truyền khắp nơi, hoàng đế cảm thấy bất an, khó ngủ, khó ăn, cảm thấy ngai vàng của mình không còn vững chắc. Cuối cùng, hoàng đế đã đưa ra một quyết định đau lòng, lừa Lạc Bình đến đền thờ của hoàng hậu mẫu, giả vờ muốn công nhận nhau là cha con trước mặt mẹ mình, nhưng đã âm thầm đầu độc trong rượu. Lạc Bình biết mình không thể tránh khỏi cái chết này, nhưng trước khi đi cũng không quên lên kế hoạch cho hoàng đế, nhắc nhở phải loại bỏ Dạ Quân Thanh, vì hiện giờ chỉ có anh ta mới là dòng máu chính thống của ngai vàng. Mạc Uyển không thể tin rằng hoàng đế có thể hạ thủ với chính cha mình, lo lắng cho tình cảnh nguy hiểm của Dạ Quân Thanh, chắc chắn sẽ kéo hoàng đế xuống khỏi bục cao. Vị hoàng đế này quả thực là người tàn nhẫn, trước tiên tự tay loại bỏ cha mình, sau đó lại muốn giết cả em trai mình, chỉ vì bản thân không phải là dòng dõi chính thống của hoàng gia. Ngai vàng này chỉ có thể là của bản thân hắn, hắn phải bảo vệ nó thật tốt, không thể để người khác xâm phạm. Từ đây, hắn chính thức trở thành nô lệ của quyền lực hoàng gia, không quan tâm đến sự phản đối của mọi người trong triều, cố chấp muốn tự mình dẫn quân ra trận để chứng minh khả năng của mình. Tuy nhiên, trận chiến này hoàn toàn có thể tránh được nhờ vào tài năng quân sự của Mạc Uyển, thuyết phục được lãnh đạo đối phương chủ động đầu hàng. Nhưng vào lúc này, Mạc Uyển lại đơn độc trong trại địch, hoàng đế cho rằng đây là cơ hội tốt để loại bỏ Dạ Quân Thanh, liền để người giả truyền tin tức, nói dối Mạc Uyển đã bị địch quân chém giết không sống sót, khiến Dạ Quân Thanh tức giận, giết chết tướng giữ thành của địch, và như vậy, một cuộc chiến có thể tránh được đã một lần nữa bị khơi mào. Dạ Quân Thanh bị đội quân địch vây quanh, trong thành thiếu lương thảo, cộng thêm dịch bệnh lan tràn, Dạ Quân Thanh cũng bị nhiễm bệnh. Nào ngờ người mà anh luôn nhớ thương, Mạc Uyển, đã sớm trở về, quỳ trước mặt hoàng đế cầu xin cứu giúp Dạ Quân Thanh. Nàng nài nỉ hoàng đế lập tức phái quân hỗ trợ, cứu vị chiến thần đại sở, cứu hàng vạn dân lành của chúng ta. Mạc Uyển không thể ngờ được, hoàng đế vì muốn giết em trai mình, đã sẵn lòng hy sinh cả thành. Một vị hoàng đế như vậy sớm muộn gì cũng tự diệt. Vì vậy, cô đã không chút do dự mà đưa ra một quyết định táo bạo vào lúc sinh tử của Dạ Quân Thanh. Cô bỏ xuống danh phận của mình và công khai tìm anh, qua khổ nạn mới biết tình thực, hai người ôm đầu khóc nức nở.
Mạc Uyển đã sử dụng khả năng quân sự và kỹ năng giao tiếp xuất sắc của mình, thành công mời được chủ nhân của Vạn Hoàng Thành, Hàn Cẩm Y, cùng với sự hỗ trợ của Thái tử Đại Sở, Sở Mạc Bắc, thành công giải quyết khủng hoảng này. Lúc này, Hoàng đế thấy kế hoạch thất bại, đành phải làm ra vẻ hỗ trợ quân sự, nếu không sẽ bị người ta chê cười. Mặc dù hành động của ông thực sự làm người ta tức giận, nhưng Mạc Uyển và Quân Thanh không có cách nào khác, dù sao ông ta cũng là Hoàng đế. Nhưng trước khi họ kịp hành động, Hoàng đế đã đến cửa đưa quân đến hỏi tội, trước tiên là chỉ trích mối quan hệ mập mờ giữa Mạc Uyển và Dạ Quân Thanh, làm tổn hại đến danh dự của Hoàng gia và dùng lý do Dạ Quân Thanh tự ý giết chết tướng lĩnh địch làm cớ, yêu cầu công khai xử tử Dạ Quân Thanh sau 3 ngày. Bề ngoài nói một cách cao thượng nhưng thực tế ông chỉ là một hoàng đế nhút nhát, bởi vì vào ban đêm, dịch bệnh bùng phát trong quân đội, trong tình hình như vậy. Hoàng thượng không những không ra lệnh điều trị cho họ, ngược lại còn bảo người đốt chết họ bằng một đám lửa lớn, Mạc Uyển đã nghiên cứu ra thuốc giải. Nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn bị hủy diệt dưới tay vị vua ích kỷ này, lời chỉ trích của Mạc Uyển không làm cho ông ta tỉnh táo, ngược lại cho rằng mình mới là một hoàng thượng tốt, không biết rằng những gì ông ta làm, sớm muộn cũng sẽ có báo ứng. Người phụ nữ này dùng phương tiện không hào nhoáng, kết hôn với người mình yêu, nhưng lại bị chồng phản bội trong đêm tân hôn. Dù cô ấy khẩn cầu người đàn ông với tôi một cách đau khổ, nhưng người đàn ông vẫn là không cảm động. Trong lòng chỉ yêu mỗi Mạc Uyển. Tuy nhiên, với hậu quả như hiện nay, cô ấy cũng là bất đắc dĩ. Hóa ra không lâu trước đó, Hoàng thượng để loại bỏ Dạ Quân Thanh, muốn trong 3 ngày sẽ chém đầu ông ta để trình diện công chúa Trường Phong để cứu người mình yêu. Khóc lóc xin cha cho mình đi kết hôn, thậm chí không ngại dùng mạng sống để đe dọa. Cha đau lòng con gái chỉ đành đồng ý và sẵn lòng nhượng bộ 10 thành làm của hồi môn cho con gái. Chỉ có như vậy mới có thể bảo toàn mạng sống của Dạ Quân Thanh. Quả nhiên dưới sự cám dỗ của 10 thành phố, Hoàng thượng quyết đoán nhận lấy món quà, vui vẻ thả Dạ Quân Thanh. Còn ra lệnh cho họ trong 3 ngày phải kết hôn, chỉ là như vậy, Dạ Quân Thanh sắp phải lấy công chúa Trường Phong mà phản bội lương tâm, nhìn thấy sự không tự nguyện của anh. Công chúa Trường Phong chủ động tặng cho anh một chiếc vòng cổ, biểu thị việc tặng cho người đàn ông mình yêu mến là phong tục của quê hương, không ngờ vẫn bị Dạ Quân Thanh từ chối. Công chúa Trường Phong vừa không cam lòng mất đi tình yêu chân chính, vừa muốn cứu Dạ Quân Thanh, công chúa Trường Phong dùng máu của mình làm thành bánh ngọt, lừa Dạ Quân Thanh ăn độc cổ trong cơ thể. Từ đó Dạ Quân Thanh như trở thành một người khác, trong lòng chỉ yêu công chúa Trường Phong, hoàn toàn quên mất Mạc Uyển. Vậy nên khi Mạc Uyển hẹn Dạ Quân Thanh gặp mặt, muốn bày tỏ tình cảm với anh, lại thấy Dạ Quân Thanh xuất hiện cùng công chúa Trường Phong. Hai người trông rất hạnh phúc và yêu thương nhau, tức thì làm tổn thương Mạc Uyển, hai người không vui vẻ mà chia tay, đám cưới diễn ra như dự kiến. Công chúa Trường Phong hạnh phúc chuẩn bị trở thành cô dâu, nhưng Dạ Quân Thanh chỉ cầm một miếng ngọc phỉ thúy không nhúc nhích. Tuy nhiên điều công chúa Trường Phong không ngờ tới, sự vỡ vụn của ngọc phỉ thúy kích thích Dạ Quân Thanh, khiến anh nhớ lại mọi kỷ niệm với Mạc Uyển. Anh đột nhiên phát hiện ra Mạc Uyển và Mạc Tâm là cùng một người. Không quan tâm tất cả chạy ra ngoài, lúc này anh không quan tâm tất cả muốn đưa Mạc Uyển đi xa, nhưng Mạc Uyển vẫn còn lý trí, dù cô ấy thực sự cũng muốn có một thế giới của hai người. Nhưng không giải quyết được vị hoàng đế mê muội, họ chạy đến đâu cũng vô ích, chỉ đành tàn nhẫn từ chối Dạ Quân Thanh, còn công chúa Trường Phong cũng đau khổ tột cùng. Đêm tân hôn bị bỏ rơi không phải nói, vẫn chỉ có thể đứng nhìn người khác thể hiện tình cảm. Mặt khác, trong ngục, Thục Phi cũng đang buồn bã vì Dạ Quân Thanh. Khi biết tin anh ta cưới công chúa Trường Phong, cô ấy không thể chịu đựng được nữa. Nhớ lại những kỷ niệm khi còn nhỏ khi họ ở bên nhau, đó có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời cô. Cậu bé này đã 3 ngày 3 đêm không ăn, đói đến mức phải đi ăn trộm khoai lang của người khác. Nhưng lại bị đánh một trận đau, người phi tốt bụng không thể nhìn thấy và đã cứu cậu, còn tốt bụng cho cậu ăn. Do chiến loạn, người tị nạn liên tục, dân chúng đói khổ khắp nơi, không có gì ăn, trong khi thủ phạm lại ăn uống xa hoa, ích kỷ không chịu mở kho cứu trợ, còn chuẩn bị để họ tự sinh tự diệt. Mạc Uyển tức giận nhưng bất lực, chỉ có thể hết sức mình giúp đỡ họ. Hôm đó, cô tốt bụng cứu một đứa trẻ của một phụ nữ, không ngờ tối đó phụ nữ đó đến cửa, quỳ xin Mạc Uyển lại cứu con mình. Nhưng khi Mạc Uyển đến nhà cô ấy, lại bị một nhóm người vây quanh, nghe nói cô là phi tử của hoàng đế. Nhưng không phải, cô chính là bùa hộ mệnh của chúng ta, lần này bắt cóc hoàng đế để yêu cầu lúa gạo, phải dựa vào cô ấy. Hóa ra, người phụ nữ cùng với người dân bị nạn đã bắt cóc Mạc Uyển. Chỉ vì muốn lấy một ít lương thực, nhưng họ chỉ là dân thường, làm sao có thể là đối thủ của cận vệ Mạc Uyển, chỉ trong chốc lát đã bị giải quyết. Tuy nhiên, Mạc Uyển không định trở về cùng cận vệ, ngược lại cô ấy ở lại và đặt ra một điều kiện với lão đại của họ, cá cược xem Dạ Hồng Dịch có đến cứu bản cung không. Quả nhiên, khi hoàng thượng biết tin, tức giận không thể kìm nén, tập hợp đại quân đến dưới thành. Lưu Sa đe dọa hoàng thượng mở kho lương thực, nếu không sẽ lấy mạng Mạc Uyển, nhưng hoàng thượng lại cảm thấy bị thách thức. Mặc dù bề ngoài rất quan tâm Mạc Uyển, nhưng miệng lại không chút do dự ra lệnh bắn tên. Mạc Uyển không ngờ hoàng thượng lại tàn nhẫn với mình như vậy, may mắn họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng, trước tiên ẩn náu vào đường hầm, nhờ đó mới tránh được một kiếp nạn. Qua sự việc này, Lưu Sa và những người khác ngưỡng mộ sự dũng cảm của Mạc Uyển, cũng hoàn toàn mất lòng tin vào hoàng thượng, một số người sẵn lòng theo đuổi Mạc Uyển.
thương hội do Mạc Uyển lập ra một cách bí mật, bao gồm các quán trọ, đội ngựa và cửa hàng, có thể đảm bảo cuộc sống ổn định cho mọi người, sau này tiện lợi cho việc sử dụng của bản thân. Phải nói Mạc Uyển là người có tài kinh doanh, sau khi gửi đi mọi người cô ấy liền một mình rời thành. Hoàng thượng tưởng rằng cô ấy sẽ chết vì thế đã hoảng sợ, ngay lập tức chạy đến giả vờ quan tâm. Tuy nhiên, hoàng đế nghi ngờ sâu đậm, liên tục hỏi cách Mạc Uyển đã thoát ra như thế nào. Mạc Uyển đã sớm nghĩ ra lời nói để qua mặt, sau sự việc này cô hoàn toàn từ bỏ hoàng đế, quyết tâm kéo người hoàng đế tự ích kỷ và giả dối này xuống. Phi tử này luôn không được sủng ái, vì thế lợi dụng lúc hoàng đế không ở nhà, ép đối thủ của mình tự tử bằng cách treo cổ và thay thế tất cả những người trong cung không nghe lời. Khi hoàng đế trở về, ngay lập tức giả vờ yếu đuối, màn trình diễn này thành công giành được thiện cảm của hoàng đế. Khi biết về cái chết của Thục Phi, không hề nghĩ rằng nàng chính là thủ phạm, trong khi Mạc Uyển ngay lập tức đoán ra nguyên nhân. Cảm thấy nguy hiểm bủa vây khắp nơi trong cung, quyết định bỏ qua sự do dự, tập trung đối phó. Cùng lúc đó, Quân Thanh và Đình Đình trở về Phủ Vương, hai người bề ngoài là vợ chồng hòa thuận, nhưng thực tế vẫn ngủ riêng. Đình Đình phát hiện Phủ Vương thu không đủ chi, liền lấy ra trang sức cưới của mình, tự mình quản lý mọi việc cho Phủ Vương, dù cô ấy cố gắng thế nào, Quân Thanh luôn giữ cô ấy cách xa hàng nghìn dặm. Biết rằng ép buộc không làm cho hạnh phúc, Đình Đình lấy ra giấy ly hôn đã chuẩn bị từ trước. Cô ấy vốn nghĩ rằng ý Quân Thanh ít nhất cũng sẽ do dự một chút, nhưng không ngờ rằng anh ta đã ký tên mà không chút do dự, làm công chúa của một quốc gia đến mức này, cũng là yêu đến mức khiêm nhường, con người hạ. Có thể hoàn thành người khác, nhưng lại không thể hoàn thành chính mình. Sau đó ý Quân Thanh bắt đầu bí mật huấn luyện quân đội, chuẩn bị đối đầu với hoàng đế vào ngày sau. Mọi thứ đều diễn ra một cách trật tự, tuy nhiên, hoàng đế đã sớm nhận ra và cho rằng Quân Thanh và Mạc Uyển có sự thông đồng, do đó gửi thư cho cả Quân Thanh và Mạc Uyển. Tại sao lại lừa họ đến đại điện? Khi Mạc Uyển phát hiện ra mình bị mắc mưu, hoàng đế đã sớm tập hợp quân đội chờ ở ngoài cửa, chuẩn bị bắt gọn trong lọ. Để không lộ ra dấu hiệu trước mặt hoàng đế, làm rõ mối quan hệ giữa hai người, Mạc Uyển và Quân Thanh đã thực hiện một kế hoạch đau thương. Đến bây giờ, bạn vẫn không chịu thừa nhận tội lỗi của mình, vậy thì bản cung sẽ tự mình thay chị gái báo thù này. Hoàng đế ở ngoài cửa nghe thấy tiếng động liền chạy vào. Nhìn thấy cảnh Mạc Uyển làm Quân Thanh bị thương nặng, Mạc Uyển luôn miệng nói rằng gặp Quân Thanh một cách riêng tư là phát hiện Quân Thanh hại chị gái. Muốn báo thù cho chị gái là gì? Sau một loạt các hành động như vậy đã hoàn toàn xóa bỏ sự nghi ngờ của hoàng đế, hình ảnh của Quân Thanh cũng làm hoàng đế sợ hãi. Trực tiếp sai người đưa đi cứu mạng, Mạc Uyển lại lăn trên lưỡi dao một vòng, thoát khỏi mà không hề hấn gì, và sau đó hoàng đế nghĩ lại, vẫn nghi ngờ hai người cố tình kịch. Sau khi được thái y kiểm tra vết thương sâu đến mức suýt mất mạng, chỉ khi đó hoàng đế mới hoàn toàn bỏ qua sự cảnh giác. Sau sự việc này Mạc Uyển quyết tâm liên hệ với chủ nhân thành Vạn Hoàng, Hàn Cẩm Y. Cô ấy chuẩn bị đánh cắp bản đồ kho báu trong Cửu Long Cốc, sau khi tìm thấy sẽ dùng làm quỹ đạo để giúp Yến Quân Thanh mở rộng quân đội. Trong thời gian Yến Quân Thanh dưỡng thương, Đình Đình đã chăm sóc anh ta rất chu đáo. Nàng phi tử này hẹn hò với thị vệ vào nửa đêm, không ngờ lại bị hoàng đế bắt gặp tại trận. Mặc dù Mạc Uyển muốn dẫn thần phi đi, nhưng cuối cùng vẫn bị chặn lại đúng lúc. Hoàng đế còn phát hiện ra bài thơ chữ đầu mà hai người cầm trên tay, viết về việc hẹn gặp nhau ở đây. Lệ Phi nhìn thấy cảnh tượng này mà mừng rỡ, không quên kéo Mạc Uyển vào cuộc. Vừa rồi Hoàng Quý Phi đã thông báo gió, thúc giục hai người nhanh chóng rời đi. Có vẻ như là chuyện quen thuộc, phải chăng Hoàng Quý Phi luôn giúp họ sâu chuỗi mọi chuyện, đúng là gan lớn. Sau khi bị Lệ Phi kích động, Mạc Uyển cũng bị đẩy vào tâm điểm của sóng gió. Nhưng không ai ngờ tới, Hoàng đế lại không trừng phạt hai người. Trong nhà, một người là thị vệ, một người là phi tử, đây quả là một dũng khí lớn. Lệ Phi biết rõ hoàng đế không xử lý thần phi là vì e ngại sức mạnh gia đình cô ấy, nhưng cô ấy không muốn để yên cho thần phi và Mạc Uyển. Vì vậy, cô ấy lại một lần nữa kích động hoàng đế. Chỉ là, tình cảm nam nữ luôn dễ mắc lỗi, như người xưa nói, gia đình không bình đẳng làm sao bình đẳng thế gian. Hoàng Quý Phi và Túc Thân Vương đã chịu nhiều tranh cãi, bây giờ, nếu thần phi và hoàng phủ lại gây ra chuyện, đó không phải là làm mất mặt hoàng đế và uy tín của hoàng gia. Hoàng đế này rất coi trọng mặt mũi, cứ nghe thấy lời này liền lập tức thay đổi ý định, ngày hôm sau liền gọi người của hoàng phủ đến, cố ý sai bảo anh ta thực hiện nhiệm vụ. Trong lúc anh ta ra ngoài thì lệnh người ta ám sát anh ta, đã phạm lỗi với đại tướng, mệnh lệnh của hoàng đế không thể không tuân theo. Khi hoàng đế biết tin, lại giả vờ tiếc thương và đem tin này báo cho thần phi, tỏ vẻ rất tiếc nuối, ban đầu định chờ hoàng phủ hoàn thành nhiệm vụ rồi sẽ cho họ rời khỏi cung điều kiện tự do. Sau đó chuẩn bị cho hậu phi một bát dược để cô tự giải quyết. Thái Nhi đau khổ tới mức nghĩ về những kỷ niệm, cô và Hoàng Phủ từ nhỏ đã là bạn thân, cô cũng luôn chờ Hoàng Phủ đến nhà cầu hôn, nhưng mệnh lệnh của Hoàng đế không thể chống lại mà nhập cung. Chống lại, Hoàng Phủ hứa sẽ chờ cô, không quan trọng bao lâu, chờ đến ngày cô tự do thì hai người sẽ cùng nhau đi ra. Tuấn Hưu, chờ ta. Bây giờ nghe tin người yêu thương mất mạng, cô cũng nguyện ý uống dược. Khi Mạc Uyển phát hiện ra thì đã quá muộn, thần phi đã sớm nôn ra máu không tỉnh táo. Hoàng đế sau đó cũng giả vờ vội vàng đến. Dù biết rằng mình là người gây ra nhưng không điều tra gì cả,
thái giám bên cạnh nhấn mạnh thần phi tự sát, dịch bệnh nặng nên sớm chôn cất. Hoàng đế theo dòng nước đẩy thuyền tuyên bố rằng đối ngoại sẽ công bố thần phi yếu đuối mắc bệnh, đột nhiên mắc bệnh nặng và qua đời vì bệnh. Và đáng tiếc là thực ra hoàng phủ không chết, khi hoàng đế phái hoàng phủ đi thực hiện nhiệm vụ, Mạc Uyển đã sớm sai người thông báo cho Dạ Quân Thanh, do đó Dạ Quân Thanh vào thời điểm quan trọng đã cứu được hoàng phủ rơi xuống vực. Chỉ là bây giờ anh ta vẫn sống nhưng thần phi đã chết. Chỉ có thể ngày đêm dùng rượu để giảm buồn, lòng đầy hận thù đối với hoàng đế ngày càng tăng. Đến đêm này, Quân Thanh lại thu được một vị tướng lớn, cùng nhau bắt đầu con đường sự nghiệp. Người phụ nữ nghe nói người mình yêu bị hại, đau khổ uống thuốc độc, nhưng không ngờ người mình yêu được cứu, bản thân cũng nhờ sự giúp đỡ của bản thân mà sống sót. Mạc Uyển đề nghị để Thái Nhi giả chết, sau lễ tang lại gỡ bỏ phương pháp tiêm, từ đó cô ấy có thể cùng người mình yêu trốn đi xa. Tại lễ tang, anh trai khóc đến xé lòng. Mạc Uyển lấy ra vật kỷ niệm của Thái Nhi đưa cho anh trai, ám chỉ Thái Nhi vẫn còn sống. Anh trai lập tức hiểu ra, sau đó anh trai thấy Thái Nhi đã thay đổi. Cùng đám đông đi ra ngoài, tạm thời không dám nhận ra nhau trước khi xử lý xong việc tang lễ. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, không ngờ Lệ Phi chạy đến làm loạn. Cô ta cho rằng Thái Nhi và Mạc Uyển câu kết, nhất định phải mở quan tài kiểm tra. Anh trai lo lắng sẽ bị lộ nên vội vàng ngăn cản, nhưng Lệ Phi vẫn không tha, nữ tỷ của Thái Phi. Thái Yên, để ngăn Lệ Phi mở quan tài, đã đâm đầu vào quan tài tự tử. Ánh mắt anh trai như muốn giết Lệ Phi, làm cô ta cuối cùng chỉ có thể bỏ chạy. Thái Nhi sống lại ngoài cung, cuối cùng cũng gặp lại anh trai. Sau sự việc này, anh trai hoàn toàn gia nhập phe của Quân Thanh, trở thành vị tướng mạnh mẽ nhất dưới trướng của Quân Thanh. Bí mật vận dụng binh mã cho hắn, sự phản bội của anh trai khiến hoàng thượng đau đầu không ngớt. Lệ Phi nhân cơ hội nhắc nhở rằng Mạc Uyển thường xuyên và gia đình của Thái Nhi đi lại gần gũi, khiến hoàng thượng nghi ngờ Mạc Uyển. Cha của Mạc Uyển vì muốn bảo vệ con gái đã chủ động thừa nhận tất cả tội lỗi. Hoàng thượng biết tất cả, tức giận dưới lòng đại nộ giam đại lão hầu vào tù giam, nghiêm khắc tra tấn. Cha tự biết mình không sống được bao lâu, bây giờ duy nhất có thể làm là cố gắng và Mạc Uyển tách biệt quan hệ. Chỉ là bây giờ hoàng thượng đối với Mạc Uyển yêu thương sâu đậm như thế nào thì ghét bỏ bấy nhiêu. Ông ta giam cầm Mạc Uyển trong cung, dùng an toàn của Mạc Uyển để đe dọa Dạ Quân Thanh, yêu cầu anh ta một mình đến cung gặp mặt. Trong khi đó, Lệ Phi thấy Mạc Uyển sắp sụp đổ, sớm mặc lên mình bộ trang phục của hoàng hậu, tưởng tượng mình làm hoàng hậu. Chỉ là chưa kịp vui mừng bao lâu thì biết cha mình vì muốn gánh vác tội lỗi cho Mạc Uyển đã thừa nhận tất cả tội lỗi với hoàng thượng, vội vàng chạy đến cầu xin hoàng thượng. Cô chỉ hy vọng Mạc Uyển chết, không hy vọng cha mình bị liên lụy. Không ngờ hoàng thượng lại cảm thấy tức giận với bộ quần áo trên người cô, tức giận đến mức muốn giết cô. Người phụ nữ này vì muốn trở thành hoàng hậu không tiếc hại chết cha mình và em gái. Không ngờ hoàng thượng thà giết cô ấy cũng không muốn lập cô làm hậu. Đến giây phút này cô ấy mới hiểu tình yêu của mình thật nhỏ nhoi, hóa ra quả nhiên quả ép không ngọt. Và hoàng thượng hoàn toàn sa vào điên loạn, ông muốn giết hết tất cả mọi người ở đây. Người của Dạ Quân Thanh cũng kịp thời đến, hai bên lập tức chiến đấu với nhau. Lệ Phi để bảo vệ hoàng thượng đã dùng chính cơ thể mình để chắn kiếm cho ông. Mạc Uyển và Dạ Quân Thanh tranh thủ cơ hội để trốn thoát. Cha cô vì giúp Mạc Uyển thoát đi thành công cũng dùng chính cơ thể mình chặn cửa lớn. Lệ Phi trước khi chết vẫn không nỡ rời xa hoàng thượng, nhưng cô ấy nói cô ấy yêu mệt mỏi, nói xong liền thở hơi cuối cùng. Đến phút này hoàng thượng mới hiểu, tất cả mọi người đều phản bội ông, chỉ có Lệ Phi thực sự yêu ông và cũng vì ông mà chết. Vậy sống không thể lập cô làm hậu, chết rồi lại ban cho cô vị trí hoàng hậu có ích gì? Dạ Quân Thanh và mọi người một đường chạy về phía cửa thành, nhưng gặp phải những chiến binh chặn đường. Khi ông sắp rút kiếm ra, không ngờ các binh sĩ đã đồng lòng mở đường cho ông. Họ thể hiện sự ngưỡng mộ đối với nhân cách của Dạ Quân Thanh, chờ đợi anh trở lại và nhập cư vào hoàng thành để phục vụ anh. Do đó, Dạ Quân Thanh đã suôn sẻ đến được Mạng Nguyên, một đám người sẵn lòng theo đuổi. Nhưng hiện tại, khả năng của anh không thể đối đầu với hoàng thượng. Đúng lúc này, Đình Đình đến và bày tỏ sẵn lòng quay về Nam Vực thuyết phục cha mình hỗ trợ Dạ Quân Thanh. Hiện tại mối quan hệ giữa Mạc Uyển và Dạ Quân Thanh đã được công khai, Đình Đình lâm vào tình thế khó xử khi bị kẹt giữa. Dù trong hoàn cảnh đó vẫn sẵn lòng giúp đỡ Dạ Quân Thanh, sự dũng cảm này khiến Mạc Uyển cảm thấy xấu hổ. Đình Đình càng làm cho Mạc Uyển kinh ngạc khi rộng lượng trao cho Mạc Uyển tờ giấy ly hôn của cô và Dạ Quân Thanh, mâu thuẫn giữa ba người từ đó được hóa giải. Chỉ là không ngờ rằng cuộc đời của Đình Đình sẽ kết thúc trên con đường này. Trong lúc đi tới Nam Vực, một số người lạc đường, khi đang tìm đường thì gặp một ông lão, và người ông lão này chính là người do hoàng thượng sắp xếp, cố ý chỉ cho họ một con đường không trở về. Nhóm người bị truy đuổi tới một cây cầu đứt gãy trên vách núi, Mạc Uyển vô tình bị trẹo chân. Dạ Quân Thanh bảo vệ Mạc Uyển không thể phân thân, Đình Đình để cho hai người an toàn qua cầu, đã dùng cơ thể mình chặn đòn kiếm bay. Cô gái vì cứu người mình yêu, không ngần ngại dùng chính cơ thể mình chắn tên bay, mình lại rơi xuống cầu đứt gãy mất mạng. Cô là công chúa được yêu thương nhất của vương quốc Nam Vực, nhưng lại yêu một vị vương tử xa cơ, cuối cùng không nhận được tình yêu của vương tử mà còn mất cả mạng sống của mình. Và hoàng thượng, ngay cả sau khi Đình Đình chết cũng không tha cho cô. Anh ta ra lệnh chuyển thi thể của Đình Đình trở lại Nam Vực, trước mặt vua Nam Vực bịa đặt sự thật,
vu cáo Dạ Quân Thanh và Mạc Uyển đe dọa Đình Đình, ép cô đến Nam Vực xin sự hỗ trợ, dẫn đến Đình Đình tử nạn giữa đường do rơi xuống vực và lo lắng rằng vua không tin, còn cố ý tìm một người phụ nữ giả mạo làm hầu gái của Đình Đình. Kể lại chuyện Đình Đình bị Dạ Quân Thanh lạnh nhạt, vua Nam Vực không nghi ngờ gì, quyết tâm báo thù cho con gái, anh ta thề phải khiến Dạ Quân Thanh và Mạc Uyển trả giá bằng máu. Trong khi đó, Dạ Quân Thanh không hề biết chuyện, đang cảm thấy tội lỗi về cái chết của Đình Đình, anh đã vội vàng lập một bia mộ cho Đình Đình ở hoang địa, rồi một mình đến Nam Vực xin lỗi vua Nam Vực và hy vọng được sự giúp đỡ của quân đội Nam Vực. Chỉ là anh không ngờ rằng vua Nam Vực đã sớm coi anh như thủ phạm để chứng minh mình trong sạch. Dạ Quân Thanh đã uống rượu độc do vua Nam Vực ban, đau đớn khôn nguôi khi độc tác dụng, sau đó còn bị treo trên cổng thành để tự sinh tự diệt. Mạc Uyển đến sau và đau lòng khi chứng kiến tất cả. Cô tìm đến công chúa Hàm Nguyệt để giải thích nguyên nhân cái chết của Đình Đình. Công chúa Hàm Nguyệt tự nhiên tin tưởng vào nhân cách của Mạc Uyển, âm thầm sắp xếp cho họ gặp mặt. Nhưng Dạ Quân Thanh hiện tại bị độc nặng, chỉ có vua Nam Vực mới có thể giải, và chỉ khi mở lòng vua Nam Vực mới có thể nhận được sự hỗ trợ quân sự từ ông. Do đó, Mạc Uyển quyết định một mình gặp vua Nam Vực, đưa ra bức thư ly hôn viết trước của Đình Đình, biểu thị dù Đình Đình không thể nhận được tình yêu của Dạ Quân Thanh, nhưng mối quan hệ giữa ba người họ là hòa thuận. Nhưng vua Nam Vực nói không tin điều gì cả, anh ta yêu cầu Mạc Uyển vượt qua ba cửa ải mới có tư cách xin lỗi ông. Giai đoạn đầu tiên chính là đau đớn từ gậy, Mạc Uyển bị đánh đến mức toàn thân đầy máu. Giai đoạn thứ hai là cắt cổ tay để máu chảy, Mạc Uyển đau đến mức ngất xỉu. Giai đoạn thứ ba là trải nghiệm cảm giác chết đuối, dù chịu đựng muôn vàn tra tấn, Mạc Uyển vẫn không chịu nhận tội giết hại Đình Đình. Thực ra, vua Nam Vực đã biết hai người họ vô tội, nhưng làm như vậy cũng là để giải tỏa cho con gái mình. Dù sao con gái cũng đã chịu nhiều ủy khuất ở bên Dạ Quân Thanh và cũng chính vì Dạ Quân Thanh mà mất mạng. Ông yêu cầu Mạc Uyển trong vòng 3 ngày phải tìm ra kẻ giết người, nếu không sẽ không giải độc cho Dạ Quân Thanh. Mạc Uyển không kịp chăm sóc những vết thương trên cơ thể, sử dụng bản thân mình làm mồi nhử để dụ kẻ giết người xuất hiện, trực tiếp bắt được người trong mưu đồ. Vua Nam Vực tự tay giải quyết kẻ đã giết hại Đình Đình và đồng ý cử quân giúp đỡ Dạ Quân Thanh. Dạ Quân Thanh nhận được sự hỗ trợ lớn, đúng lúc chuẩn bị phản công hoàng đế, không ngờ thái tử Đại Sở, Sở Mạc Bắc xuất hiện, đòi cưới Mạc Uyển làm vương phi, nếu không thì sẽ trở thành kẻ thù của Dạ Quân Thanh. Lúc này Mạc Uyển phải làm sao lựa chọn, không có gì đau khổ hơn là yêu mà không được, không chỉ phải nhìn người mình yêu kết hôn mà còn phải gửi lời chúc phúc trong đám cưới. Và Mạc Uyển không phải cố ý phản bội Dạ Quân Thanh, mà là trong hoàn cảnh đó họ không còn lựa chọn nào khác. Ban đầu hai người dự định dẫn dắt quân đội phản công Đại Sở, không ngờ lại bị thái tử Đại Sở, Sở Mạc Bắc cản trở, đích danh muốn cưới Mạc Uyển làm phi, nếu không thì sẽ trở thành kẻ thù của Dạ Quân Thanh. Dạ Quân Thanh không muốn dùng Mạc Uyển đổi lấy, ban đầu muốn kháng cự đến cùng. Nhưng bị Sở Mạc Bắc bao vây trong thành, quân dân đều không có đủ thức ăn, bất ổn liên miên. Mạc Uyển thấy vậy trong lòng biết chỉ cần mình đồng ý là có thể giải quyết tất cả vấn đề, vì vậy đã lén lút đồng ý với Sở Mạc Bắc, cùng anh ta đến Đại Sở. Hoàng đế Đại Sở thấy Mạc Uyển rất vui mừng, hóa ra việc Sở Mạc Bắc cầu hôn Mạc Uyển là ý định của ông. Trên lễ cưới, sứ giả các quốc gia đến thăm, Dạ Quân Thanh cũng được mời, nhìn người mình yêu kết hôn với người khác, ai cũng không thể vui mừng được. Tuy nhiên, sau vài chén rượu, mọi người tại hội trường đều ngã xuống đất, vua Đại Sở cũng lộ ra bộ mặt thật, hóa ra Dạ Hồng Dịch có chút năng lực. Anh ta đã sớm âm thầm giết chết vua Đại Sở, giả mạo làm vua Đại Sở tạo ra những hỗn loạn này, đợi chờ chính là để diệt trừ những người này, chỉ là anh ta không ngờ tới. Những người nằm trên đất lẽ ra phải bất tỉnh bỗng nhiên đều tỉnh lại, hóa ra trước đó Mạc Uyển và Sở Mạc Bắc đã phát hiện có điều không ổn. Vì thế đã lén lút liên lạc với Dạ Quân Thanh, ba người quyết định dùng kế sách của đối phương chống lại đối phương, chuẩn bị kỹ lưỡng để lộ ra Dạ Hồng Dịch. Nhưng Dạ Hồng Dịch mưu kế đa dạng, vào phút cuối cùng vẫn thoát được, anh ta không cam lòng thất bại như vậy, trở về phủ chuẩn bị khai chiến. Dạ Quân Thanh và nhiều quốc gia liên minh tạo thành liên quân phản Đại Sở mạnh mẽ như bão táp. Dạ Hồng Dịch không thể chống đỡ, thậm chí sử dụng dân chúng làm lá chắn sống, ép Dạ Quân Thanh từ bỏ việc tấn công thành. Đây là cảnh khiến người xem rơi nước mắt nhất trong vở kịch. Họ chỉ là hai nhân vật nhỏ bé không mấy nổi bật, một là nha hoàn của Mạc Uyển, Đinh Nguyệt, một là thị vệ của Dạ Quân Thanh. Bôn Lôi theo sát Mạc Uyển và Quân Thanh chịu đựng bao khổ cực, cuối cùng sau bao ngọt bùi cũng đến, nhưng lại bị hại trong hôn lễ. Và kẻ đứng sau tất cả này chính là Dạ Hồng Dịch. Hóa ra không lâu trước, Mạc Uyển và Dạ Quân Thanh đã công khai bóc trần sự thật Dạ Hồng Dịch không phải là người thừa kế chính thống của hoàng tộc. Vì vậy Dạ Hồng Dịch trước công lý, bị chính người của mình đâm từ phía sau, cuối cùng không cam lòng nhận cái kết. Dạ Quân Thanh trở thành người lãnh đạo mới của Đại Sở, anh và Mạc Uyển cuối cùng cũng có thể ở bên nhau một cách công khai, sau đó tiễn biệt thái tử Đại Sở. Sở Mạc Bắc và Hàn Cẩm Y, tình bạn của họ sâu đậm trong lòng, tin rằng sau này các quốc gia sẽ không còn chiến tranh, sau khi mọi thứ đã ổn định. Mạc Uyển quyết định tổ chức hôn lễ cho nữ tỳ của mình, Đinh Nguyệt, cô coi Đinh Nguyệt như em gái ruột, tổ chức đám cưới cho cô ấy tại gia đình Diêu. Bôn Lôi chìm đắm trong hạnh phúc, vội vàng đi thay lễ phục, chưa kịp nhìn kỹ Đinh Nguyệt, còn Đinh Nguyệt bị dẫn đến một góc vắng, kết thúc cuộc đời hạnh phúc của mình.
khi mọi người đang chúc phúc cho họ, lại truyền đến tin Đinh Nguyệt bị hại. Khi mọi người đến nơi, thân thể của Đinh Nguyệt đã lạnh buốt. Bôn Lôi ôm Đinh Nguyệt đến lễ đường, giúp cô ấy chỉnh trang bộ đồ, nhẹ nhàng vuốt qua khuôn mặt của cô. Anh muốn một mình cùng Đinh Nguyệt bái thiên địa. Mọi người ở hiện trường không ai là không đau lòng rơi lệ, và người đau khổ nhất không ai khác chính là Bôn Lôi. Có gì đau khổ hơn là nỗi tiếc nuối cả đời, huống chi là Đinh Nguyệt, người còn dễ thương hơn cả thỏ. Từ đó, anh trở nên suy sụp, cả ngày dùng rượu để giảm buồn trong nỗi nhớ. Và sau sự kiện này, không chỉ là việc chơi không quay lại, tự tôn tự tại, Mạc Uyển và Dạ Quân Thanh cũng phát hiện ra một điều. Đó là Dạ Hồng Dịch không chết, ba người họ sẽ phải có một cuộc đối đầu sinh tử nữa. Người đàn ông trước mắt này, nghe người phụ nữ mình yêu tỏ tình với mình, không những không cảm động mà còn lộ ra vẻ mặt không vui. Lợi dụng lúc người phụ nữ không chú ý, thực sự muốn âm thầm giết chết người phụ nữ. May mà người của Mạc Uyển bất ngờ đến, mới buộc anh ta từ bỏ cơ hội này. Và Mạc Uyển không nhận ra biểu hiện không đúng của Dạ Quân Thanh. Thực ra lúc này Dạ Quân Thanh là Dạ Hồng Dịch giả mạo, cô vẫn chuẩn bị tiết lộ bí mật lớn nhất của mình. Cô đưa Dạ Hồng Dịch đến bên cạnh cơ thể của Mạc Tâm, nói với anh ta rằng mình chính là Mạc Tâm, chỉ là sử dụng cơ thể của Mạc Uyển mà thôi. Vào lúc này, Mạc Uyển đang nằm đột nhiên tỉnh dậy, chứng kiến cuộc trò chuyện giữa hai chị em, Dạ Hồng Dịch mới chợt nhận ra thân xác của Mạc Tâm và Mạc Uyển đã đổi cho nhau. Và điều này thực sự là một cú sốc lớn đối với anh, bởi vì người mà anh luôn yêu thương, Hoàng hậu Mạc Tâm, thực ra luôn ở bên cạnh anh, nhưng anh lại không hề nhận ra. Dạ Hồng Dịch càng nghĩ càng tức giận, người mình yêu thương nhất, Mạc Tâm, lại lừa dối mình, trong khi anh luôn cảm thấy hối hận về những gì đã làm với Mạc Tâm. Trong lúc tức giận, anh không còn giả vờ nữa, xé bỏ lớp mặt nạ và với thái độ của một người đàn bà oán hận, trách móc Mạc Tâm vì đã phụ bạc mình. Và để trả thù Dạ Quân Thanh, anh đã đưa hai chị em Mạc Tâm đi, để lại một bức thư mời Dạ Quân Thanh đến cứu. Khi Dạ Quân Thanh đến, anh đã giữ dao ở cổ Mạc Uyển, đe dọa Mạc Tâm giết Dạ Quân Thanh, nếu không Mạc Uyển sẽ chết. Như vậy, Mạc Tâm phải chọn giữa người đàn ông và em gái mình, và Mạc Uyển quyết định hy sinh bản thân để Mạc Tâm và Dạ Quân Thanh được bên nhau. Mạc Uyển cùng Dạ Hồng Dịch cùng nhau lao xuống vực, từ đó không ai còn có thể đe dọa đến Mạc Tâm và Dạ Quân Thanh nữa. Dạ Quân Thanh lên ngôi hoàng đế đại sở, Mạc Tâm trở thành hoàng hậu, sau bao thăng trầm và gian khổ, cuối cùng họ cũng đến được với nhau, quê hương đại sở tương lai này, chúng ta cùng nhau cai quản. 5 năm sau, họ sinh ra kết tinh của tình yêu, quốc gia ổn định, gia đình hạnh phúc, tương lai rộng mở.